Kính thưa bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, chúng cháu là những nhóm người ở Vũng Tàu thường xuyên lên mạng nghe bác trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả độc giả gần xa về pháp môn thứ sáu đạo Phật. Theo cháu, đây là một phương pháp pháp môn rất đặc biệt của Đức Phật dạy cho loài người sống vào thời kỳ văn minh nguyên tử 4.0. Đức Phật sử dụng những danh từ của người văn minh. Vì vậy, cháu thấy những người sống ở thời kỳ đồ đồng hay thời kỳ văn minh 4.0 mà có kiến chấp nặng thì cũng không thể nào hiểu nổi được pháp môn thứ sáu này. Pháp môn thứ sáu Đức Phật gọi là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam. Pháp môn thứ sáu này rất thích hợp đối với người sống ở thời kỳ văn minh nguyên tử 4.0 như chúng cháu. Nhân dịp bác đến thành phố Vũng Tàu có việc, chúng cháu biết nên có tổ chức ở phòng nào nhỏ, mời bác đến sẵn dịp. Chúng cháu xin hỏi bác một số câu hỏi thuộc về lĩnh vực pháp môn thứ sáu là thiền tông học này. Vậy xin bác giải thích giúp chúng cháu. Xin cảm ơn bác nhiều. Cháu xin đặt câu hỏi đầu tiên. Cháu xin tự giới thiệu. Cháu tên là Trần Hồng Oanh, ở số nhà 8K2 Trung tâm Thương mại, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Câu hỏi thứ nhất của cháu là: thưa bác, người thời khoa học 4.0 này tu làm sao để không bị lạc hậu? Thưa bác. Để trả lời câu hỏi của cháu đó, đạo bất cứ đạo nào cũng vậy, nhưng mà cái thời kỳ đồ đồng thì người ta dạy, khác. Mà thơ cái đời nguyên tử thì dạy khác. Vậy là vì cái đời nguyên tử đó, người ta hiểu về nền văn minh không gian, thì tất cả những cái đạo mà thời kỳ đồ đồng đó, phần nhiều không còn thích hợp. Vì thế mà cái đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam được công bố ra tại nước Việt Nam, đây là cái đạo rất khoa học tuyệt đối và giải thích được tất cả những gì mà hữu hình và vô hình có ở trái đất này. Thì bây giờ cháu hỏi cái câu đầu á, là hỏi cái gì? Cháu hỏi cho rõ lại, cháu sẽ trả lời cho con. Cháu xin hỏi lại, nhắc lại cái câu này. Người thời khoa học 4.0 này tu làm sao để không bị lạc hậu, thưa bác? Bây giờ người 4.0 mà tu không bị lạc hậu thì phải có cái tiêu chuẩn như thế này nè. Anh phải là người có trí tuệ sáng suốt, mà hiểu về nền văn minh không gian, tin bất cứ cái gì thì phải kiểm chứng rõ ràng chứ không mù mờ, mà có thuận lý với khoa học không thì mới đúng. Còn nếu mà cháu tu mà không kiểm chứng được cái chuyện mà mình tu của mình đó, là cháu tu không đúng. Vì thời buổi 4.0 này, người bất cứ làm việc gì không phải là cái đạo không đâu, kể cả làm việc nữa, làm bằng trí tuệ khoa học thì làm mới đúng, bắt kịp cái nền văn minh không gian được. Còn nếu mà cháu không có cái trí tuệ khoa học thì đừng có mong làm bất cứ cái chuyện gì, kể cả đạo. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác. Câu hỏi thứ hai cháu đặt ra là: tại sao có danh từ Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam, thưa bác? Ông Thích Ca đó, ông dạy đạo là có 6 pháp môn tu. Mà cái pháp môn thứ 6 này nè, ông cho công bố tại nước Việt Nam. Vì thế mà có danh từ là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam. Chữ thiền tông này là nó đi theo cái thiền đặc biệt này, đi theo cái dòng thiền của nó thì gọi là thiền tông. Mà nó công bố ra tại nước Việt Nam nên gọi là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông. Chim vô chậu chữ khoa học thì tất cả những gì mà cái đạo này nói ra hoàn toàn chứng minh bằng khoa học, chứ không phải mù mờ, chứ không phải đặc biệt nha. Cái thiền tông này không có hiển linh và không có mù mờ. Vì thế mà cái danh từ Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông nó mới ra đời tại nước Việt Nam mình.
Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu hỏi thứ ba cho đặt là: người tu theo đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam tu như thế nào thưa bác? Bây giờ đó, mình nói mình tu là nói cái chuyện là cho thế gian thôi. Chứ sự thật cái đạo Phật khoa học Thiền Tông nó không có tu, mà chỉ tìm hiểu và thực hiện cho đúng, thấy không? Chứ tu là nói về vật lý, tu đạo theo cái vật lý thì gọi là tu. Còn nếu mà đạo Phật khoa học Thiền Tông học hiểu biết hành để đạt được cái mục đích của nó, học hiểu biết hành đạt được mục đích đó là gọi là đạo Phật khoa học. Nó cái nó khác hẳn với cái các đạo khác là cái chỗ này. Rồi cháu hỏi tiếp. Dạ cháu có hỏi tiếp. Xin bác phân tích vài thứ mà người tu theo đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam đề cập đến thưa bác. Bây giờ đó, cái đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam này nói gì cũng bằng khoa học. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta, chính bây giờ nè, người ta không biết trái đất hình thành như thế nào. Mà giờ ông Phật ông nói rõ ràng tuần tự hình thành trái đất phải 8 cái công đoạn, 10 triệu năm mới thành một chiếc đất được. Còn về cái thân người cũng vậy, chứng minh bằng khoa học luôn. Mà đặc biệt con người có cái tánh người, chưa có cái tôn giáo nào giải thích được cái tánh người. Mà đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam nó giải thích cái tánh người rất rõ ràng. Nghe không? Thành ra nếu mà cháu cái này thì không thể nói dài được, để trả ngắn gọn, còn ấy thì cháu phải nghiên cứu vào trong cái bộ sách, các bộ sách viết về Thiền Tông thì cháu sẽ rõ hơn. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Câu hỏi thứ năm chất đặt là: thưa bác, người tu mà nghe ai nói gì cũng tin, gọi người đó bằng gì thưa bác? Nếu người tu mà nghe ai nói về cũng tin thì nói danh từ cho nó văng qua chút là không sáng suốt. Chứ sự thật người đã giấu. Không? Bởi vì con người mình phải trí tuệ, làm cái gì, tu cái gì, mình phải bằng trí tuệ. Chứ nghe ai nói gì cũng tin thì người ta nói mình không sáng suốt, chứ sự thật cái danh từ nó nặng hơn. Nhưng mà không thể nói cho đại chúng biết được. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Câu hỏi tiếp cháu hỏi là: thưa bác, đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam dạy trái đất này là nơi sinh ra, nhân quả luân hồi. Vậy chúng cháu tu làm sao khỏi bị nhân quả luân hồi thưa bác? Nói về nhân quả luân hồi đó thì nói đúng, người ta không có hiểu về nhân quả luân hồi người ta mới tu. Chứ trái đất này nè, bác đưa thí dụ cho con này nghe thấy nè. Thí dụ bác đi vào, con đi vào trong cái lồng quay to đó, con ngồi trong làm sao con thoát ra được cái lồng này? Nó quay mà, làm sao thoát? Đây là cái chứng minh rằng đạo ở trong thế giới này muốn thoát ra cái quy luật này không tu, mà tìm con đường chui ra, mà tìm bằng con đường trí tuệ, chứ không phải mê tín. Đó, bây giờ đưa cái thí dụ này hỏi, ví dụ giờ cái lồng nó quay nó to vậy, giống như bây giờ cái đu quay vậy, nó đang quay vậy. Còn làm sao con ngồi đó còn tu, con văng đi ra ngoài hoàn toàn không được, mà con phải tìm cách đi thoát ra cái quy luật này. Thấy không? Vì thế mà đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam không cho tu, mà cho tìm hiểu và thực hiện cho đúng cái đường đi ra. Mà trong đạo Phật nó gọi là đường về Phật giới là cái chỗ này nè. Rồi con hãy tiếp đi. Dạ con xin hỏi thêm một cái câu hỏi này. Thưa bác, chúng con biết là tất cả mọi con người đều có tánh Phật. Thì khi mà muốn vào được cái trái đất thì có tự đi vào được không, hay là phải có một Phật giới dẫn vào, rồi lại một Phật giới lại phải dẫn ra thì mới biết đường ra? Bây giờ con mới muốn đi hiểu cái này nè, thì con phải hiểu cái tánh người là cái gì, tánh Phật là cái gì. Ở bên Phật giới đó, tánh Phật giống như một cái trứng cá, nó có thể đi được không? Hoàn toàn không đi được. Mà chỉ trong trứng cá đó người ta gọi là cái tánh thấy nghe nói biết thôi, mà hoàn toàn không đi được, mà nó đi dao động theo cái rung động của điện từ quang thôi thì không được. Vì thế mà tánh Phật muốn vào thế giới này thì phải nhờ một vị thần ôm đi vô, đi theo trung tâm vận hành đi vô,
chứ không phải là không phải trách nhau nữa. Mà khi đi ra rồi thì nhờ cái trung cảm thân nó đưa đi, nó bay, nó bắt đầu vô đây nó bay được, theo vật lý nó bay được, phải một vị Phật dẫn về. Vô không phải đơn giản đâu, vô thì phải có công thức vô, ra phải có công thức ra, chứ không phải là muốn vô vô, muốn ra ra. Vì thế giới vật lý này nếu mà phân tích cho rõ không phải hiểu nổi cái gì cái thiền tông này đây. Mà cũng may đó là thiền tông mới công bố nó được 3 năm rồi, rồi cũng được một số người hiểu, thì cũng may mắn cho cái pháp môn thiền tông này. Chứ sự thật á, pháp môn thiền tông này không thể công bố trong cái cơn dông bão được. Trái đất này là gọi là dông bão vật lý, dông bão âm dương, không không thể công bố cái này được. Mà cũng may mắn là công bố được một phần nhỏ rồi đó. Thì con hỏi tiếp đi, thắc mắc gì hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ, con đã hết câu hỏi ạ. Con cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn con hiểu, con hỏi. Vậy tiếp theo có vị nào muốn hỏi gì nữa thì đặt câu hỏi. Cháu xin kính chào bác soạn giả, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân ạ. Dạ, cháu tên là Nguyễn Thị Bích Thủy. Cháu hiện đang cư ngụ tại thành phố Vũng Tàu. Cháu có một vài câu hỏi muốn hỏi bác. Kính mong bác giải đáp giúp cháu và mọi người được rõ thông ạ. Rồi, cháu hỏi đi. Dạ, câu đầu tiên cháu xin hỏi bác ạ. Kính thưa bác, cháu tu theo một đạo nào đó mà không xem xét kỹ đạo đó thì cháu tu có đúng không thưa bác ạ? Bây giờ tất cả trên thế giới này nè, mình làm cái gì cũng phải là cái trí tuệ sáng suốt mới đúng. Còn nếu mà cháu cứ nhào vô tu đại thì người ta gọi là gì? Cháu mù, tu mù, thì làm sao đúng được. Mình người Việt Nam làm cái gì cũng phải là sáng suốt, hiểu cho rõ, thật rõ mới làm. Còn không hiểu rõ đừng có làm. Nếu mình làm thì chắc chắn 100% phải sai. Hiểu cái nguyên tắc này, người trí tuệ không đụng đâu tin đó. Tin thì phải cho thông, hành thì phải cho đúng, thấy không? Thì mới đúng là người trí tuệ được. Còn nếu mà con làm thiếu hai cái vế này thì chắc chắn con phải làm bị sai. Rồi con có hỏi thêm gì hỏi? Cháu, dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu kế tiếp ạ. Dạ, thưa bác, cháu muốn tu theo đạo nào đó, cháu phải tìm hiểu như thế nào cho đúng, thưa bác ạ? Cháu muốn tu bất cứ một cái đạo nào vậy. Thứ nhất là bác con phải hiểu thế này nè. Mục đích cháu tu để được cái gì? Thứ hai là tu để đi đâu? Thứ ba, cái người mà lập ra cái đạo này nè là ai? Có đúng là con người trí tuệ không? Con người trí tuệ lập mới đúng mà. Chứ con người không trí tuệ là không đúng. Thấy không? Rồi con tìm hiểu sơ này rồi con qua tìm hiểu cái giáo lý người ta. Ta dạy cái giáo lý này dạy gì? Có thực tế khoa học không? Nếu thực tế khoa học thì mới nhào vô. Mà cháu nghiên cứu cái giáo lý này đến nơi đến chốn rồi, nếu thấy vừa ý con thì con nhào vô tu. Còn nếu mà con không làm được những cái công đoạn này thì chắc chắn con tu sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi, cháu cảm ơn bác, cháu xin hỏi câu thứ ba. Dạ thưa bác, người sống vào thời đại 4.0 mà tu thì phải không bốn thứ gì thưa bác? Bây giờ thứ nhất 4.0 là gì? Là con người là văn minh. Văn minh 4.0 thì tất cả những gì giải quyết trên vấn đề này, trên thế gian này đều hoàn toàn giúp cho con người rất thuận tiện. Còn cái đạo tu mà 4.0 là thứ nhất, không cầu xin ai ở trái đất này. Thứ hai, không lại ai ở trái đất này. Thứ ba, không tu. Thứ tư, không chứng, không đắc gì ở trái đất này hết. Chứng đắc trên trái đất này là đi, còn đi luân hồi. Còn muốn không chứng đắc thì phải con đi giọt ra cái quy luật vật lý này thì mới tu được. 4.0 nó là vậy đó, của đạo Phật. Chứ sự thật nó nhiều lắm, nhưng mà căn bản lấy 4.0 này làm chuẩn. Không tin tầm bậy, không cầu xin ai, nghe không? Rồi không tin mơ hồ và đặc biệt không tu. Nhớ là đừng, thế gian này mà tu chứng đắc là bị luân hồi.
tất cả những người ở thế gian này tu mà chứng đắc chắc chắn phải bị luân hồi, không giải thoát được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ tư ạ. Thưa bác, người tu mà không làm gì hết thì tu cái gì thưa bác? Bây giờ thế gian này thì con suy nghĩ sao là không làm. Bây giờ con có gia đình phải lo gia đình chứ, có tổ quốc phải lo tổ quốc chứ, làm sao không tu. Rồi có cuộc sống này là sống bằng cái gì? Sống bằng nhân nghĩa lễ chí tín thì con phải sống bằng đúng cái quy luật này. Chứ tại sao không làm? Nếu không làm thì gia đình mình làm sao? Nếu mình có gia đình thì phải lo gia đình, mình có tổ quốc phải lo tổ quốc. Chứ bây giờ tổ gia đình mình thiếu ăn rồi nó đói sao? Tổ quốc mình lâm nguy mình để cho chết luôn hay sao? Thấy không? Vì thế mà không tu là không tu những cái vớ vẩn đó. Còn tu theo con người ở thế gian này, tu theo con người là tu theo những nhân nghĩa lễ trí tính. Người làm người phải tu bằng năm cái danh từ này. Nhân nghĩa lễ trí tính là cái chỗ này. Đó là tu làm người đó. Mà cũng gọi là tu giải thoát đó. Làm người giải thoát nó rất giống nhau, thấy không? Chứ không phải là không tu. Vì thế thì người ta làm cái chỗ tu, chữ tu. Tu là sửa chứ gì. Giờ con suy nghĩ nè, trái đất nó đang quay vậy đó, giống như bão á. Con vô đó, con vô dòng bão nó quay, con không chịu, con dám ngồi vô tu không? Nó tu nó hút con luôn á. Trái đất quy luật vật lý, làm sao con tu cho nó thoát ra được. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông không cho tu gì hết, mà chỉ biết hành rồi bằng trí tuệ. Sống thì phải bằng nhân nghĩa lễ trí tính. Có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, chứ học chứ không có tu. Thế giới này mà tu là dính vật lý, nó phải hiểu như vậy. Vì thế mà nói tới cái câu này thì nó làm đảo lộn tất cả những hiểu biết của con người. Vì thế mà cái đạo Phật khoa học Thiền Tông nó phải công bố đời con người khoa học, chứ con người thời đồ đồng không công bố được. Không ai chấp nhận cái này, thấy không? Mà đã thời kỳ khoa học rồi, công bố mà còn bị chửi, nói cho con biết. Nó khó chỗ đó. Có nghĩa đạo Phật không phải là không tu, tu làm người và tu theo cái nhân nghĩa. Chứ không phải tu mà cầu cái này cầu kia, trái đất này con suy nghĩ nè. Nơi ngũ thú tập cư cầu ai, xin ai đây? Con xin ai? Ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh và địa ngục. Cầu ai? Con suy nghĩ, không lẽ mình cầu mình. Mình cầu mình thì mình lại, mình nói thôi, đừng có mê tín bà ơi, đừng có mê tín ông ơi, là được cầu cái đó đó. Cầu mình là cầu cái đó đó. Nghe không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu thứ năm ạ. Dạ, thưa bác, người tu như thế nào gọi là cuồng tín thưa bác? Người tu mà cuồng tín á, chứ cuồng là gì? Là cuồng loạn, điên khùng. Tín là tin tầm bậy tầm bạ, gọi là cuồng tín. Đúng cái gì ai nói cũng nghe, ai bảo làm cái gì cũng làm, ai biểu hy sinh tấm mạng cũng hy sinh nữa, là sao? Là cuồng tín vô đó. Phân tích chứ cuồng là điên, là loạn. Tín là tin tầm bậy tầm bạ, nó gọi là người cuồng tín. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác. Dạ, cháu hỏi câu thứ sáu ạ. Dạ, thưa bác, cháu muốn tu theo đạo Phật, trước hết cháu phải tìm hiểu như thế nào thưa bác? Bây giờ trước mắt là đạo Phật, là mình hỏi ông Phật là ông là ai vậy? Ông có cái khả năng gì mà ông lập ra cái đạo này? Thì mình thông qua được cái này rồi, ông nói tôi là một vị toàn năng toàn giác, tôi biết hết, tôi làm được hết, rồi tôi chấp nhận ông. Nhưng mà ông viết giáo lý như thế nào đây? Ông đưa tôi coi. Tôi coi thuận tôi mới nghe theo ông mới nghe, chứ không phải là tôi theo đâu. Có nghĩa là con tu theo đạo Phật thì phải hiểu tìm cái ông giáo chủ này là ai, dạy cái gì. Thứ hai nữa đó là mục đích ông dạy tôi để đi đâu, có thoát khổ được không. Thứ ba nữa là cái giáo lý của ông dạy như thế nào, có hợp với cái người khoa học không. Thì con tìm hiểu ba cái này. Mà ba cái này con tìm hiểu bằng gì? Bằng trí tuệ sáng suốt thì con tu mới đúng. Vì thế mà ông Thích Ca phải nói cái câu để đời: các ngươi tin ta đó mà không hiểu lời ta là các ông chửi ta đó. Có nghĩa là ông bảo mình tu thì ông là phải hiểu ổng. Ông nói về có đúng về khoa học không,
Còn nếu mà nói không đúng thì đừng có tin. Đặc biệt ông Thích Ca có cái câu này, nói nghe là khoa học có sợ ổng ạ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 7 ạ. Dạ, thưa bác, cháu muốn tu theo đạo nào đó, cháu phải chọn đạo như thế nào cho đúng thưa bác? Bây giờ cái thời buổi 4.0 là mình tu theo đạo thì phải tu bằng trí tuệ. Bây giờ cái bất cứ cái đạo nào gì thì mình phải hiểu coi người ta tổ chức tu để được cái gì. Tu thứ nhất là con mất mà làm mất cái công việc, công ăn việc làm của mình hay không? Có làm mất cái chuyện của gia đình mình không? Mà có mê tín hay không? Mà mục đích ông dạy tôi đó là có đúng không? Đúng theo ý của cái người khoa học không? Chứ cái người mà sống thời kỳ đồ đồng không cần hỏi cái này. Bởi vì người ta lúc đó ta không chỉ có hiểu thì nói gì ta tin nấy thôi. Nhưng mà giờ đời khoa học rồi, nói cái gì thì phải cho rõ ràng, bằng khoa học mới tin. Đó, con muốn tu theo bất cứ cái đạo nào phải làm này. Nhưng mà trước mắt con coi tìm được cái hệ quyển giáo lý của người ta, ta dạy cái gì thấy thuận thì được. Đặc biệt là coi ông có cho tôi dám hỏi ngược từ ông được không? Ông tổ chức cái đạo này mà ông dám cho tôi hỏi ngược là không? Thấy không? Nếu được thì tu cũng không được thôi. Thà là ở nhà, lo cửa. Đừng có đi làm tầm bậy mà nó thuộc về mê tín. Con không hiểu là đi làm tầm bậy là mê tín đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 8 ạ. Dạ, thưa bác, tại sao hiện nay người Việt Nam mình có quá nhiều người mê tín? Vậy làm sao cho những người này không mê tín nữa thưa bác? Cái mê tín này nó có hai cái trường hợp. Tại vì người Việt Nam mình mê tín thì mình không nói đổ thừa cho nhà nước, chứ sự thật do nhà nước. Cái ngành văn hóa của ông là cái đâu? Văn hóa lập ra để làm cái gì? Lập văn hóa để cho người ta sống bằng cái văn hóa của người dân minh, mà cái ngành văn hóa không hoạt động, mà hoạt động nó không đúng với cái này. Vì thế mà con người ta không hiểu, thành ra con người mê tín nhiều. Thấy không? Còn muốn không người mê tín thì mình ở đây mình cũng không có. Nhưng mà nếu mình là người dân thì nó có cái chuyện này, thì có thể giúp được người không mê tín. Thời buổi này là thời buổi gì? Thời buổi 4.0. Nói đây 5 phút chỗ kia nó nghe. Thì tất cả những người nào mà muốn xóa được cái mê tín này nè, tập hợp anh em lại 5-7 người bàn về cái mình hội thảo về mê tín, mình góp mình đưa lên mạng thì người ta biết ta không mê tín. Chính người ta không mê tín mình có công đức đó. Tạo bằng công đức rất đơn giản. Thì nó có 3 cái trường hợp làm hội thảo nè, rồi tranh luận nè, rồi diễn đàn, thấy không? 3 cái này nói để cái này mà nó phát triển ra, nó từng nhóm thì một vùng á, thí dụ cái Vũng Tàu này mà, tụi con cứ làm được cái này, tụi phát lên mạng, thì tụi xin lỗi người nào nghe được, dù họ muốn mê tín, họ không mê tín được là gì, họ mắc cỡ. Thí dụ bây giờ đi tới cho đó lại, hỏi chơi lại để cầu cái gì? Thì con chỉ đưa là trái đất này là ngũ thú thờ cư, thần người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, lại cái gì? Ta nghe được cái này là ta bỏ liền. Khỏi nhà nước khỏi tốn một đồng nào á, thấy không? Thì ba cái nhóm được là diễn đàn, hội thảo và thảo luận. Đó, thì cái này cái mê tín tôi bảo đảm là Việt Nam mình làm 6 tháng mê tín mất 80% luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 9 ạ. Dạ, thưa bác, nước mình ngành nào chịu trách nhiệm về xóa mê tín thưa bác ạ? Nếu xóa mê tín thì nó đúng là ngành văn hóa. Bởi vì cái từ tổ chức trung ương cho đến phường xã đều có cái ban văn hóa hết. Để có cái này nè, phải đưa lên. Bắt trước như là cái tuyên truyền giống như cái đội mũ bảo hiểm. 5 phút sau cả toàn quốc nó biết hết. Bắt trước theo cái Covid-19, 5 phút sau cả thế giới nó biết được. Con làm cái này thì ngành văn hóa phải làm được cái này thì bảo đảm là nước Việt Nam mình hoàn toàn không ai mê tín hết. Thấy không? Mà trong đó là thì quốc gia mình lo làm ăn, mà lo làm ăn lo cho tổ quốc thì quốc gia mình sẽ hùng cường. Còn cái chuyện mê tín nó giết thời gian người ta rất nhiều. Con để ý thì mê tín giết thời gian người ta có thể 20% trong thời gian cuộc sống của con.
Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi dùm một người bạn muốn đặt câu hỏi cho cháu, để cháu hỏi với bác là cháu xin hỏi, xin trả lời, cháu xin hỏi câu hỏi của anh ấy như thế này ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ, thưa bác, theo Thiền Tông thì thôi miên là gì ạ? Anh muốn hỏi là thôi miên theo thôi miên. Dạ, theo Thiền Tông của mình là hiểu như thế nào ạ? À, cái này là nó điều khiển về cõi âm. Trong này đây là nói là của khoa học chứ không phải là thôi miên là gì? Là nó có cái thuật là niệm chú để nó điều khiển cõi âm. Để nó hiểu được bất cứ gì, cũng muốn hiểu cái gì. Cái này nó nằm ở trong Mật Chú Tông ạ. Mật Chú Tông nó có khoa này chứ không phải không đâu. Thôi miên có nghĩa là cái gì? Nó dùng cái hình ảnh, cái bây giờ thế giới này là thần người ngạo quỷ súc sanh địa ngục. Cái ngạo quỷ ấy, nó làm được cái này, nó người ta gọi là cô hồn cắt đảng. Con cúng nó, con thôi miên, con phải thờ nó nha, rồi cho nó ăn nhiều rồi, con sai nó gì làm được. Nhưng phải có cái bài kinh, có cái bài chú, con niệm nó theo con. Giống như bây giờ nè, ở Ấn Độ nó có cái phim gọi là Aladdin và cái đèn thần đó. Là cái gì? Nó điều khiển được ông thần biểu lại gì, thí dụ là thôi miên là gì, làm cho con mờ bắt được. Nên nó về, nó niệm một hơi thì nó hai ba đứa nó đứng nó che con, rồi con đâu còn thấy nữa. Thấy không? Khoa thôi miên này là nó thuộc về khoa điều khiển thần linh. Mà thần linh là ai? Nó là mấy ông cô hồn chứ không có ai đó. Mình kêu ổng là thần linh chứ sự thật ổng là cô hồn cắt đảng á. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, làm sao mình nhận biết được nó thưa bác? Bây giờ làm biết nó đó thì mình còn, bây giờ con tần số con người nữ á thì âm 6 dương 4. Còn người âm á thì nó là gì? Âm 7 dương 3. Con làm sao cái tần số con xuống theo nó được á thì con sẽ thấy nó, rồi con điều khiển được nó. Thấy không? Vì thế mà cái người mà người ta tu về cái cõi âm á, thường thường cái con mắt người ta, cái mặt người ta xanh lắm. Thấy không? Còn nếu mà tu theo thần thì cũng cái mặt người ta đỏ. Không phải tập làm sao mà nó có cái khóa gọi là cái ngồi thiền mà tưởng á, tiễn đi tưởng thấy của âm nó có. Cái pháp luôn đó có. Thì bây giờ mình gặp rồi âm thì mình nói chuyện được, chứ còn không là gặp nó âm thì mình mới nói nhờ này nhờ kia, rồi con bắt đầu con hành thiền, rồi con niệm chú á thì nó sẽ giúp cho con. Nhưng với điều kiện là phải cúng cho lớn à, cúng nhỏ nó không ủng hộ đâu. Thấy không? Cúng bèo quá nó không giúp con đâu, cúng cho to. Còn nếu mà con liên được thiên liên cái rồi con làm cái gì cũng được hết. Thấy không? Đã luyện thiên lên cái được rồi con điều khiển được nó đó. Phải không? Đó, thành ra cái thuốc này là của cái mấy người mà ta coi bói cái quỷ âm á. Mấy người ta coi bói ta sẽ sử dụng cái này nè. Ta coi mới đúng. Còn nếu không có coi âm dựa, coi không đúng. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, và cách tránh nó khi bị ai đó thôi miên mình ạ? Bây giờ nếu mà người ta thôi miên mình á, là dưới điều kiện là con thích âm thì nó sẽ thôi miên con được. Còn con mà dương nó không thôi miên con được. Bởi vì nó cái dương là gì? Dương là giống như cái luồng điện mà cái dây bao nó không có dây bao. Còn cái điện mà có dây bao nó nắm còn được. Thấy không? Còn con không vậy mà con mê tín thì nó không bị âm. Thì cái cõi âm nó thấy, nó biết, nó nhìn thấy tần số con nó biết. Còn con mà dương nó không làm được. Không cách nào thôi miên con được hết. Bởi vì trong cái đạo Phật Thiền Tông nó có những cái bài kinh nói về cái này rất hay. Con chỉ cần nói thôi, bởi vì để ý rồi, có nhiều người mà quẻ âm không dám cầm cái quyển sách mà nói về Thiền Tông. Vì nó dương lắm. Quyển sách Thiền Tông nó nói gì rất dương. Thì người mà bị quẻ âm nó thôi miên được là tại con có tần số âm mà thứ nhất là đi cầu xin lại luôn, nó biết. Giác cái mặt đi đến thế này cúng tụng là nó biết, nó theo con liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hết câu hỏi của mình rồi. Cháu xin cảm ơn bác và chúc bác nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Rồi cảm ơn con. Dạ, con xin kính chào bác Nguyễn Nhân. Con tên là Nguyễn Thị Thêu, cư ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hôm nay con tới đây con xin phép được hỏi bác 7 câu hỏi. Con mong bác giải đáp giúp con ạ. Rồi, con hỏi.
Thưa bác, câu thứ nhất con muốn hỏi là người tu pháp môn thiền tông mà không tìm hiểu rõ pháp môn thiền tông mà nhào vô tu liền thì kết quả sẽ như thế nào ạ? Tu mà không tìm hiểu mà nhào vô tu liền thì chắc chắn là tu sai 100%, không cách nào. Vì cái thiền tông nó rất đặc biệt, gọi là cái thiền tông khoa học. Nếu mà con mà dùng cái tánh của con người bình thường vô thì chắc chắn sai, vì nó là khoa học mà. Con muốn tìm hiểu được nó thì con hiểu khoa học thì mới tu thiền tông được. Còn con không hiểu khoa học mà tu thiền tông thì chắc chắn bị sai. Nhưng mà nên một điều, tu thiền tông rất nguy hiểm, nói cho con biết. Tất cả tu đạo vật lý rất dễ, nhưng mà tu thiền tông sai một cái là chết. Tu thiền tông giống như đi máy bay vậy. Thí dụ con tu mà con muốn giải thoát mà con không giải thoát đi đâu. Đi xuống hầm lửa lớn. Tu thiền tông rất nguy hiểm ở chỗ này. À, còn tu vật lý là giống như đi đường bộ, hoặc nó có té lúng sình rồi thôi, không chết đâu. Nó phải nguy hiểm, phải hiểu cái thiền tông này. Bởi vì tại sao Đức Phật không cho dạy thời ông còn sống, mà ông phải đợi mấy 2561 năm sau mới cho công bố ra. Vì cái thời đó nó không ai tin. Chính cái thời văn minh rồi mà nói ta còn không tin thì ta hỏi con chứ làm sao nó dễ được. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi câu hỏi thứ hai là thưa bác, là tại sao những người tu theo pháp môn thiền tông mà sai ấy, thì là cái lý do gì mà người ta lại tu sai, mà rất nhiều người là tu sai ạ? Bây giờ tu thiền tông á, bởi vì con người nó có 16 thứ tánh, mà cái tánh kiến chấp, sử dụng kiến chấp nhau thì chắc chắn tu thiền tông bị sai. Bởi vì 16 cái thứ tánh người này nè, nó có cái 4 thứ đặc biệt. Cái tưởng tu thiền tông mà con mang cái tưởng vô là chắc chắn 100% sai. Thứ hai, tham. Tham thì bị ông Thánh dẫn con đi liền á, bắt buộc phải sai. Ác, muốn cái gì cũng lấy lại cho mình á, thì cũng bị mấy ông Thánh dụ mình á. Mà đặc biệt cái kiến chấp, tu rồi mình không hiểu mà mình kiến chấp tới mình hiểu này hiểu kia thì chắc chắn 100% phải sai thôi. Bởi vì người ta nói tu thiền tông, nếu muốn tu thiền tông phải bằng trí tuệ sáng suốt, còn không đừng tu. Tu thiền tông mà mang quả, giống như tôi nói là giống như đi máy bay. Bây giờ con đi không tới nơi thì sao? Điểm A qua điểm B mà không tới thì sao đây? Không? Nó rất nguy hiểm ở chỗ này. Thà đừng có tu. Thiền tông bây giờ ông Phật khuyên là đừng có tu. Đừng có tu gì hết trơn. Muốn về Phật giới tạo công đức trong sáng về, đừng tu. Thiền tông tuyệt đối đừng có tu. Vì thế mà trong 36 vị tổ thiền tông có cái ông tổ Lục Tổ Huệ Năng, ông có nói một câu nào: mày ngồi thiền mày điên đó. Không? Lục Tổ Huệ Năng nói rõ ràng, ông nào ngồi thiền lấy cây ông đập, ngồi thiền là điên, không có cho ngồi. Rồi người ta lúc sau người ta không hiểu. Chứ sự thật á, ngồi thiền là điên, đúng rồi. Ngồi thiền là để mơ mộng thấy này thấy kia gì, cô hồn nhào vô dẫn mình đi, là mình không điên lại gì nữa. Đó, nguyên tắc đó, thiền tông rất cực kỳ khó. Thành ra khuyên không ai nên tu thiền tông. Mà muốn tìm hiểu cho kỹ, thực hiện được thì thực, không được thì thôi, đừng tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng bác, con xin phép được hỏi câu hỏi thứ ba là những cái người mà tu thiền tông ấy, mà tu sai ấy, thì khi người ta chết đi thì người ta sẽ đi về đâu ạ, thưa bác? Này tiểu, nó đúng là nó có 3 cái cuồng đi. Tu thiền tông mà tu sai nó có 3 đường đi, nhưng mà đều nặng hay nhẹ nữa. Thí dụ mình tu thiền tông sai là cái gì? Là kiến chấp. Mình muốn dẹp cái này, cái hầm lửa lớn đó, nó dẫn nó, mình phải đi vào cái thế giới đó đó. Còn tu thiền tông mà mình lợi dụng thiền tông để mình lừa người ta đó, địa ngục nó kêu mình đó. Còn tu thiền tông mà mình bắt người ta làm này làm kia đó, thì chết làm qua báo để trả nợ lại. Thiền tông nó có 3 đường đặc biệt này. Còn mấy đường nhỏ tôi không nói. Đây là 3 con đường lớn của thiền tông, nếu tu sai. Bởi vì tôi nói tu thiền tông rất nguy hiểm, đừng nên ai tu hết. Mà cái này vì thế, không phải là cái thiền tông nói, là mà ông Phật, chính ông Phật cũng nói đừng có tu. Bây giờ đó, một vị toàn năng toàn giác mà thành đạo ở thế giới này, dẫn người ta về Phật giới, mấy ông thần không, ông thánh chúa thế giới không cho.
cái đất này là của tôi quản lý, ông có thành gì thì chuyện của ông về đi. Ông nói tôi không có được, tôi thành Phật thì bắt buộc tôi phải kiếm trong số thế giới này, tôi phải đem một số người về. Hai người tranh luận nhau gì, sau cùng ông Thánh Chúa thế giới cho Thích Ca mang về 5 người thôi, một lần cho 5 người thôi. Ông Thích Ca phải đồng ý, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ nếu mà bây giờ ông Thánh Chúa mà ông nói ra, ông Thích Ca hết hồn luôn á. Mà vì ông Thích Ca hết hồn là vì ông Thích Ca đã từng ở trong này đã mấy 8 tỷ năm, ông hiểu hết cái thế giới này rồi. Thì ông Thánh Chúa nói đúng tim đèn Thích Ca thì ông Thích Ca thôi đồng ý. Rồi ai đúng thì tôi cũng mời về, còn không đúng thôi. Chứ bây giờ ông kéo con về mà con không chịu về sao? Cũng mê ở đây rồi sao? Đó, thành ra ông Thánh Chúa nói là khi nào mà người ta thích về thì tôi cho ông cơ mang về. Mà làm đúng y à, chứ không phải là vô đây rồi làm tầm bậy tầm bạ mang về không được. Về mà không có chút xíu công đức mà về làm gì? Thấy không? Thế giới Phật là ta sử dụng công đức để mang một kim thân Phật. Mà ông về đó mà không có công đức này mang cái gì? Không cho về. Thì ông nói cũng có lý chứ phải không? Vì thế mà tất cả những người về Phật giới phải có công đức. Còn mà công đức trong sáng à, còn công đức mờ thôi, ông nói dẹp đi. Ở lại đi, công đức mờ thì ở đây, đi theo quy luật nhân quả luân hồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng thưa bác. Thưa bác, bác cho con hỏi rõ thêm một ý là khi mà mình tu cái pháp môn thiền tông ấy thì mình không tạo phước đức và cũng không tạo ác đức. Thì trong cái trường hợp đó, trường hợp mà mình không về Phật giới được ấy, thì mình tại sao, lý do gì mà mình không thể quay về dòng tộc được mà mình lại chỉ có con đường là đi theo thánh thôi ạ? Bây giờ con nên nhớ nè, trên trái đất này nè, con tu bất cứ đạo nào, con tu là tuyên chiến với ma dương. Tu để được cái gì? Thí dụ con tu lên trời là con phải lên à. Còn tu không lên được là gì? Là còn ở đây con lừa người ta thì nhân quả ông thần ông quật con liền. Không phải đạo Phật không, bất cứ đạo nào, thí dụ con tu để lên nước cực lạc mà con không lên được, tại con lợi dụng cái đạo để con tu, con lừa người ta. Thấy không? Thì theo nhân quả ông thần thực thi nhân quả là không cho, không có đi lên được cực lạc được. Thì con phải ở đây làm cái gì đó, ở trong này nó có mấy loại nè, một là địa ngục nè, hai là hoa báo nè, thấy không, thế giới này. Còn nếu mà con triệt phá này thì xuống cái hầm lửa lớn, Trung Quốc nó gọi là quả ngục đó. Không phải là thiền tông không, thiền tông cũng vậy, thiền tông mà con tu để về Phật giới, con tu về không bao giờ Phật giới là gì, con lợi dụng cái đạo này con lừa người ta, theo nhân quả nó hoặc con liền. Bây giờ đưa thí dụ về con sẽ hiểu nè. Bây giờ con đi du lịch nước nào đó, tháng hai tháng con về mà con không qua bển thật, con không đi qua bển được con làm sao? Con đi lừa người ta, nó tha không, luật pháp nó tha con, làm sao con về Phật giới được? Thì con phải về cái nơi nào mà con lừa. Bởi vì tu mà không đạt được mục đích thì không trở về dòng tộc được. Còn con muốn trở về dòng tộc thì phải về nè, tu sao cũng được. Ví dụ tu theo đạo Phật đi, vô chùa gõ mõ tụng kinh hoài, sáng gõ chiều gõ hoài, đừng có lấy ai đồng nào hết á. Chết về dòng tộc, thành ra tu tiếp. Vì thế mà trong đạo Phật có nói cái câu là tu 3 lần vô số kiếp cũng chưa thành Phật, là tu cái kiểu này nè. Cái vô chùa gõ mõ tụng kinh hoài, ngủ mệt về làm ăn tiếp rồi tu tiếp, cứ vậy thì đừng có lấy người ta. Bởi thế gian này giống như con mở cái trường học, con dạy chữ mà con không biết, không có dạy chữ nào hết rồi ra đây mới đi học trò nó đi dí con liền, phải không? Thế gian này nếu đã tuyên chiến tu bất cứ đạo nào thì phải đến mục đích, còn không đến mục đích là lợi dụng đạo lừa người ta thì đi nhân quả. Mà trong thế gian gọi đi ở tù thì làm sao về nhà được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con xin phép được hỏi câu hỏi thứ tư ạ. Thưa bác, những người tu thiền tông ấy, vì lý do gì mà 100 người tu theo cái pháp môn thiền tông thì chỉ 5 người được giải thoát,
còn lại thì 95 người không giải thoát. Vì thế thì 95 người này sẽ đi về đâu ạ? Bây giờ 5 người giải thoát, còn 95 người thì đi theo cái nghiệp người ta. Ví dụ con tu mà con không giải thoát, bây giờ tu không giải thoát mà con cứ mở ra rồi con đi lừa người ta lấy tiền này kia nọ lấy, thì con đi làm qua báo, con trả nợ người ta. Còn con bày đặt cúng này cúng kia là gì, đưa người ta thì con xuống địa ngục con ở. Làm sao đã không giải thoát thì phải đi hai con đường này, một là qua báo trả nợ, hai xuống địa ngục để bị trừng phạt. Nó đã tu thì phải đạt mục đích, còn không đạt mục đích đừng tu. Bởi vì cái Thiền Tông ra đời nói cái này để mà nói cho người dân Việt Nam mình biết rằng liệu tu được thì tu, tu không được thì thôi, đừng có đi lừa người ta. Mang danh ông thầy đi lừa người ta là coi chừng. Giống như bây giờ nè, con làm ăn, con làm ăn cứ đi lừa này lừa kia sao? Luật pháp có tha con không? Thấy không? Nguyên tắc thế giới này con làm cái gì phải cho đạt mục đích, con không đạt mục đích đừng làm. Mà con làm thì là cái gì? Con đi lừa là chết. Đó, nguyên tắc thế giới này. Bởi vì Thiền Tông ra đời nó giải thích cái nhân quả rất rõ ràng chứ không phải mơ hồ. Không có cầu khẩn ai hết nha. Nhớ là trái đất này không cầu khẩn ai được. Bây giờ con, thí dụ bây giờ con suy nghĩ con đi lừa người ta rồi tòa kêu con 5 năm rồi cái ông cảnh sát, ông cộng tài, ông đều vô khám rồi. Cầu ổng được, không có được, ổng đâu có được. Muốn ấy thì trước khi đừng phạm tội, đừng làm thì không tội, tại mình làm mình tội. Không có cầu, thế giới này không có cầu ai được. Nhân quả vật lý không có thoát được. Nhân quả vật lý âm dương không thoát được cái quy luật này đâu. Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nó cắt nghĩa rõ ràng hết, chứ không phải là nó chống đối ai hoặc nó bác ai, mà tao giải thích cho biết rằng người Việt Nam muốn thành người Việt Nam trí tuệ thì đừng có lừa người ta. Mình lừa người ta là không có trí tuệ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, cho con được hỏi rõ thêm cái ý này ạ. Tức là cái người tu thiền tông ấy bác, trường hợp mà người ta cũng không có lừa, không có lừa ai để mà làm hoa báo này, hoặc không có tạo không có triệt phá thiền tông để đọa vào hầm 10 tỷ này, rồi là hoặc là không có tạo phước đức để đi hưởng phước này, hoặc là không có tạo ác đức để bị đọa cảnh giới xấu ấy, thì trừ tất cả những cái trường hợp đấy ra mà người ta không có đủ công đức để về Phật giới được, không giải thoát được, thì trường hợp đó thì người ta sẽ đi về đâu ạ? Ở dòng tộc làm vợ chồng con cái làm tiếp. Ở trong thế giới này nè, thế giới này nếu mà không bị nhân quả phải vô loài thánh nó sống, rồi còn hồn mới sống ra mới không bị nhân quả. Còn ở thế gian bất cứ nghề gì cũng bị nhân quả hết. Thấy không? Còn ở gia đình thì nhân quả của gia đình có nghĩa là vợ chồng con cái nhau là trả nhân quả cái nội bộ của mình đó. Còn đi ra tu rồi là trả nhân quả của tam giới. Mình phải hiểu cái chỗ này. Còn gia đình nó trả nhân quả của nội bộ. Thấy không? Giống như mà còn nếu mà đi thứ tu cao á, tu mà tu về Phật giới là loại là tu cao á, tu siêu đẳng á, không về được Phật giới là đi sâu đó. Cái thế gian này nó trừng trị con người cao nhất là tầng địa ngục thứ 18 thôi. Mà tu Thiền Tông đặc biệt nó đi qua tầng 19. Còn vi phạm nó qua tầng 19 nó sống. Tầng 19 là nó nằm trong trái đất á. Chừng nào trái đất bể ra thì con mới ra được. Vì thế mà nói là cái Thiền Tông Đức Phật bảo đừng có tu. Liệu tu được thì tu, tu được, đừng có rớ vô. Vì sao? Ông dạy cho thời dân minh cao mới nói được cái này. Chứ dân minh thấp cũng không được, nó xin lỗi mà. 100 năm trước, dân minh bây giờ, dân minh nó lên, bắt đầu nên dân minh khi một vị Phật ra đời là tiền dân minh. Bởi vì ông nói gì không gian mà. Nhưng mà thời đó người ta không chịu. Thì tới bây giờ tới 2561 năm bắt đầu con người đi vào văn minh siêu tốc thì cái Thiền Tông này mới công bố ra được, để cho người văn minh siêu tốc này họ nghe nè. Thấy không? Có ai có hiểu cái bây giờ này vừa rồi phát lên mạng mà cái bản quyển giáo lý mà bài số 24 nói về cái cứu trái đất này, cứu loài người, cái bài 24 mà bài đó rất dễ, nếu mà loài người mà áp dụng được cái bài này thì trái đất nó sẽ yên bình liền.
Nghe không? Nhưng mà không biết đâu, người ta không chịu nghe đâu, ta chấp á, người ta tưởng, ta xem thường cái này. Chứ thực cái bài 24 của giáo lý, nó là cứu nhân loại và cứu trái đất. Cái bài đó rất hay. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cho con hỏi thêm một ý nữa về cái trường hợp mà không giải thoát được ấy thầy. Nếu như mà không giải thoát được thì cái trường hợp nào thì sẽ phải đi theo thánh ạ? Bây giờ nè, tu không giải thoát thì con có công đức con mới về giải thoát. Con có phước đức lên trời, con có phước đức âm ở trái đất làm người giàu sang. Muốn theo thánh đi đi lừa người ta, giành giật trái đất này rồi đi theo thánh. Thánh là cái cô hồn các đảng. Mình đi giành giật thì phải vô về loài thánh. Đi vô loài thánh nó không bị nhân quả, nó không sợ. Vì thế mà hiện hình bướng biến tướng rồi nói trời nói đất, nó đâu có ai thực thi nhân quả đó. Ông thần còn phải sợ nó mà. Thực thi nhân quả là ai? Là ông thần. Giống như trái đất này, ông cảnh sát bắt mình vô khám chứ, mà bây giờ ông cảnh sát không bắt được thì làm sao? Đâu đấu với dân thua gì. Vì thế mà cái nhân quả mà nếu ông thần không thực thi được thì chỉ vô ông thánh thôi. Ông thánh ông nhiều cái thủ đoạn lắm. Ông không, thần không là thực thi nhân quả được. Muốn không làm thánh, đừng có đi giật người ta, đừng có giành người ta. Thấy không? Bởi vì thế thì vì thế mà tại sao mà loài thánh là thích cúng. Ông thích ăn, thích giành của người ta. Sự thần không cúng mà, thần hoàn toàn không có cúng ai thôi. Thần giống như nhân viên nhà nước làm lãnh lương chứ không lấy tiền của ai đó. Chuyện của người ta làm thế. Mà hiểu nguyên tắc này, do giành giật là đi vô loài thánh. Không? Còn nếu mà con mà làm phước lên trời, phước âm ở trái đất này, còn làm ác xuống địa ngục mà ở, nguyên tắc nó vậy thôi. Còn con lừa gạt người ta đó, thì trả nhân quả bằng qua báo. Hoặc là con làm cái gì đầu thai lại con làm bất cứ gì để mà trả nợ cho người ta. Bắt buộc con phải ở trong cái thế giới này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, vâng, con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi câu hỏi thứ 5 là thưa bác, những cái người mà muốn tiếp nối dòng thiền tông ấy thì những người đó phải có tiêu chuẩn như thế nào thì mới được tiếp nối dòng thiền tông ạ? Nói tiếp dòng thiền tông á, thì đã nói rồi, phải có tâm tài lực. Tâm là cái gì? Tâm sáng. Cái gì sáng? Kiến tánh mới sáng được nha, chứ không phải kiến tánh người mà sáng được đâu. Tài là cái gì? Có đủ sức tiền tài và có đủ sức xin phép để mà hoạt động cái này không? Nó tâm tài lực. Còn cái lực là sao? Có thể chịu nổi sự công kích của người ta không? Mới vô đầu chỉ tâm là phải kiến tánh đó. Còn phải kiến tánh là sáng đó. Bởi vì Đông Kinh nói là minh tâm kiến tánh Như Lai. Cái tâm mình nó sáng thì thấy bằng cái tánh của Như Lai là cái tánh Phật đó, thì mới gọi là tâm, minh tâm. Còn nếu mà con không có, mới vô đầu cái này con khựng là thì mấy cái kia mới không làm nổi đâu. Thấy không? Mà thiền tông mà nếu mà đã công bố ra rồi mà bắt đầu con nhào đi theo nó là phải đi, giống như con ngửi con cọp vậy. Con đã treo lưng cọp rồi thì con phải theo nó, con xuống coi chừng nó cắn con đó. Vô thiền tông nó vậy đó chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải nghe thiền tông dễ nhận. Thà là nương theo thiền tông tạo công đức về tốt nhất. Nhớ là nương thiền tông tạo công đức về, không làm gì hết là tốt nhất, là trung thực nhất. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép được hỏi câu hỏi thứ 6 ạ. Thưa bác, thế nào là tưởng đúng và thế nào là tưởng sai ạ? Theo con hiểu ấy thì tưởng đúng có nghĩa là tưởng là mình tưởng để mình làm những cái việc để tạo công đức để giúp mình về Phật giới thì gọi là tưởng đúng. Thế còn ngoài ra những cái việc mà không giúp mình tạo công đức để giúp mình trở về Phật giới ấy, thì là toàn bộ còn lại là tưởng sai. Thì con hiểu như vậy có đúng không ạ? Cái tưởng là, thí dụ cái tưởng không đúng sai vậy đó. Thí dụ con tưởng con muốn đi Sài Gòn thì con đi Sài Gòn. Con muốn tưởng đi ra tắm biển thì tắm biển. Tùy theo cái tưởng con muốn đi đâu chứ đâu phải mình tưởng đúng đúng sai. Nhưng mà có cái tưởng này nè. Ví dụ con đang tu thiền tông giải thoát mà con làm này, con tưởng con làm này kia là làm sai, sai cái chỗ này nè, con chết là chết cái chỗ sai này nè. Giải thoát không có làm gì hết, không có tưởng không làm gì hết. Cứ nghe,
học công bố ra rồi con tạo công đức để con về, có vậy thôi. Trong này không xài, cái tưởng là để xài cho người thế gian này, kể cả thì giải thoát không tưởng luôn. Bởi vì người ta ấn định cái tạo công đức như thế nào người ta tạo ra. Bây giờ con cứ làm đúng y người ta thôi, đừng tưởng. Tưởng làm này, tưởng tôi làm này làm kia để tôi tạo công đức là chết. Tưởng là chết. Nghe không? Thế giới gì? Bởi con người ta là vì cái tưởng mà nó dẫn con đi, không cách nào trở lại dòng tộc được, trở lại họ tộc được. Thấy không? Đừng tưởng, tu truyền tông đừng tưởng dẹp đi. Thấy không? Đã nó ấn định cái quy định rồi, hồi đó không hiểu, bây giờ ông Phật ông nói là muốn tạo công đức, muốn tạo công đức thì làm theo cái lời của Đức của Như Lai dạy, về. Đừng tưởng, tưởng xài, tưởng là gì? Con vừa tưởng là xung quanh mấy ông thánh dẫn con đi. Đó, đâu phải mà con tưởng là con đi được, con tưởng mà con đi là ông thánh dẫn con. Chứ không phải đâu, mà ông thánh dẫn thì nên nhớ là 100% chứ không có phần mai nào hết trơn. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, thì con lại nghĩ này, tức là con hiểu ấy là bây giờ con muốn tạo công đức ấy thì con phải suy nghĩ là con nên gặp ai, gặp cái người nào mà mình có thể chia sẻ được cái pháp môn này và mình tặng sách cho người ta. Tức là mình nghĩ mình tạo những cái phương pháp làm cái cách nào phù hợp nhất để mình tạo công đức ấy, thì con nghĩ cái đó là cái suy nghĩ của mình đấy, và sau đó mình hành động theo cái suy nghĩ của mình, tức là cái tưởng của mình. Thì con nghĩ cái là mình làm công đức thì mình phải xuất phát từ cái tưởng, có đúng không ạ? Để nghĩ là tưởng, mà giờ công đức ta nói sao? Ta nói cái công thức cho mình tạo công đức rồi. Giờ thiền tông nó ra đời muốn giúp cho người đó có kinh sách gì đó đưa cho người ta xem, đưa coi không nói à? Ví dụ người ta được thì con kêu bằng nó âm thầm nó chuyển cái công đức về cho con thôi, đừng có nói, đừng có khoe, đừng có nói. Con chỉ bổn phận quăng cho 10 người này nghe, một người nghe được thì con có công đức rồi, còn mấy người kia được không được cậy đó. Đừng có tưởng, cứ dính vô cái tưởng là con sẽ làm tầm bậy. Dính vô một cái tưởng rồi con làm lớn hơn nữa là nó sai liền, thấy không? Tất cả những cái gì bây giờ hiện giờ nè, thứ nhất con làm giúp người ta làm sao mà ta hiểu cái này. Con có công đức giúp làm sao ta được trở về Phật giới là con có đức vô lượng, có vậy thôi. Có hai cái món thôi, đừng có tưởng. Vì đã thiền tông đã sắp đặt hết rồi, nó lên cái lập trình rồi mà phải theo cái lập trình mà làm, chứ đừng có tưởng. Tưởng là sai. Thấy không? Tưởng bởi vì cái nhờ cái suy nghĩ, suy nghĩ là gì? Ông Phật nói là tâm duyên ý mã, cái tâm mình nó đi con dưỡng ý con. Tâm duyên là giống như con dượng, ý như con ngựa, nó chạy tùm lum ta la, không có tưởng được. Đừng có sử dụng này, đừng có sử dụng cái này. Thấy không? Bây giờ người ta đã lên cái lập trình cho tạo công đức, con cứ theo đó mà làm. Bấm ấm nút xài, đừng có tưởng, đút vô tưởng là sai. Bây giờ con suy nghĩ 10 người, 100 người tưởng hoàn toàn sai hết. Mà giờ con không dám nói người ta sai nữa. Nhưng mà bây giờ thì có hỏi tu, ví dụ con muốn tạo đức, bây giờ hỏi con chứ làm sao mấy. Bây giờ coi cái lập trình của cái thiền tông, cách nó dạy công đức. Con nghiên cứu hai cái này thôi, không có tưởng nghiên cứu hai cái này, con áp dụng cho người ta ta. Thấy không? Tuyệt đối đừng có tưởng. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con hiểu, con cảm ơn bác. Câu hỏi cuối cùng của con là mình có thể thay đổi nhân quả được không? Nếu như thay đổi được thì bằng cách nào ạ? Bây giờ con suy nghĩ nè, lửa nó cháy nó nóng đó, ngàn độ, con cái lật con đổi nó nổi không? Đừng có xài với nó, nhân quả đừng có rỡ tới đó. Thấy đất này suy nghĩ hành động là bị nhân quả rồi, không có thay đổi được cái gì đấy. Đã ta nói vô trong cái dòng bão rồi thì phải làm ơn, muốn đi ra thì phải bò đi ra, chứ không phải ngồi đó mà dùng cách mà che cái bão được, thấy không? Dùng cách che bão được chứ vậy, ví dụ con đóng cái thùng con chui vô đóng á, ở trong đó nó không có bão, chứ sự thật bên ngoài nó có bão. Là cái này ông Phật ông nói thành A-la-hán là cái chỗ này nè, con vào trong thanh tịnh tự con làm ra gọi là thanh tịnh quá thành đó, nhưng mà con đi ra nó bị cái bão liền. Thì ở trong thế giới vật lý này con làm cái gì nó không phải theo quy luật vật lý, không cách nào có thoát được hết. Vì thiền tông nó giải thích được cái này. Nhưng mà tôi nói thiệt, thiền tông mà nó ra đời đúng nghĩa là giáo lý mà ra được thì không ai tu hết rồi đó. Nó rõ trắng như ban ngày ai tu. À, mà duy nhất chỉ còn cái thiền tông tạo công đức thôi. Chứ hoàn toàn nếu mà thiền tông giáo lý mà ra rồi không ai tu hết.
Làm sao? Đã tu bị nhân quả, nó thiệt là thế giới tu, ở thế đất này mà tu là bị nhân quả, con dám tu không? Nó biết vậy. Bởi vì ở ngoài đường, ở cổ nhân người ta nói, mày có chạy đâu mà không khỏi nắng đó. Chạy đâu không phải nắng, mày sợ nắng mà chạy vô nhà chút chứ miệng cũng phải ra ngoài, chứ đâu ở trong nhà hoài được không, phải không? Chạy đâu cũng không khỏi nắng. Vì thế giới này anh tu là anh bị nhân quả, anh không có làm cái gì được hết. Anh làm sao anh muốn về Phật giới thì anh phải tìm cái, người ta có cái lập trình, bắt trước cái lập trình này đi, đưa đi, đưa cho người ta về. Con làm bằng phương tiện gì con giúp người ta hiểu cái này, con làm bằng người ta về Phật giới thì có công đức nhiều hơn. Còn ta hiểu cái này, ta không mê tín, chính không mê tín con có công đức rồi đó. Bắt đầu con có 1 đồng rồi đó, rồi từ từ lên 10 đồng, 20 đồng, 1 triệu, 1 tỷ, nó sẽ đi lên cái lập trình đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, thì trong một cái buổi giải đáp ấy, thì con có nghe bác nói là thánh có thể là làm thay đổi nhân quả được, và bác lấy một cái ví dụ là trường hợp như là mình có thể bị tai nạn á, nhưng mà mình cầu xin thánh thì thánh có thể giúp mình được thoát khỏi cái tai nạn đó, và có nghĩa là thánh có thể làm thay đổi nhân quả được ấy, thì con muốn hỏi lại bác cái này ạ. Bây giờ này tôi nói cho con nghe, trái đất này là ai quản lý? Thánh quản lý, thánh thần, thần thực thi nhân quả, thánh quản lý về cái nghiệp này nè. Bây giờ nên nhớ một điều là con giúp nhờ thánh được dưới điều kiện ở trong thế gian này thôi, chứ còn thoát thánh không thoát ra được, thánh không biết cái đường đi ra. Tại vì mà trong kinh nó nói một câu nè, Phật cao 10 trượng, thánh cao 9 trượng, có nghĩa là ông gần bằng ông Phật luôn, mà ông chỉ thua ông Phật con đường về Phật giới thôi. Chứ Phật lớn là thánh lớn lắm chứ phải nhỏ, gọi là thánh chúa thế giới mà, chứ đâu phải nhỏ đâu. Nhưng mà ông thánh thua ông Phật một đường là không biết đường về Phật giới, thua có một đường thôi, thấy không? 10 phần ông thua một phần, ông vẫn có cái thiên nhãn luôn, ông Phật cũng có thiên nhãn ông Phật, nhưng mà ông Phật có Phật nhãn, ông có cái này, ông thua cái Phật nhãn của ông toàn năng toàn giác thôi. Đó, thì ổng có thể giúp con được, nhưng mà cái nhân quả không thoát được. Muốn giúp ổng được, con mà muốn mà ông thánh giúp con trọn vẹn thì con phải nhập thánh, nhập dòng thánh đó, thì ổng mới giúp con. Còn ở ngoài con không nhập dòng thánh là ông thần giật con liền, thần thực thi nhân quả con liền. Đó, con hiểu, thánh thì giúp con được, nhưng mà trong thế gian này. Còn với điều kiện mà không luân hồi theo ổng hoài thì ổng bỏ ông thần qua ông thánh tu. Vì thế bác thường nói là tu thánh không giải thoát được, mà tu thần giải thoát được. Là thần con nghiêm chỉnh chấp hành theo quy luật nhân quả là phải theo ông thần. Khi con đầy đủ công đức thì ông thần cho con về, ông thánh cho về, ông thánh bắt con ở lại đây. Phải hiểu cái thế giới này nó là vậy đó, nghe không? Có nghĩa là thánh giúp con được với điều kiện là con phải cầu xin ổng, nhưng mà không giải thoát được. Rồi thì thánh vô cầu xin đạt càng nhiều thì cái chỉ số đi về ổng càng nhiều, lệ thuộc ổng càng nhiều. Người ở thế gian mà người ta giúp con được gì một phần cái mai mốt giúp nữa, mốt giúp nữa là gì? Sau cùng lên con phải lệ thuộc người ta, không có cách nào. Thế gian này nó là vậy, không cách nào thoát được cái quy luật này hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con xin phép hết câu hỏi ạ. Con cảm ơn bác nhiều, con xin kính chúc sức khỏe bác ạ. Dạ con hết ạ. Rồi cảm ơn con hỏi. Dạ con chào bác ạ. Dạ con và bạn con có một số câu hỏi nhờ bác trả lời giúp con ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ có nghe nói tu là bị nhân quả. Vậy nếu như mình không có tu đạo nào hết thì có được không bác? Mình không tu, mình tu là ví dụ con trên trái đất này nó có nhiều cái đạo, tu thánh thành thánh, tu thần thành thần, tu Phật thành Phật, nghe không? Còn con không tu thì con ở trong gia đình theo cái dòng họ luân hồi làm vợ chồng con cái hoài nhau, gọi là nhân quả của gia đình, rồi nhân quả của thánh, rồi nhân quả của thần, nhân quả của Phật luôn. Phật cũng có nhân quả chứ không phải không? Phải hiểu cái nguyên tắc này, nó ba cái giới
luân hồi ở trong trái đất, một cái giới dâng ra ngoài trái đất luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 2. Dạ thưa bác, con có quen một cô này thì cô hay đi tu ở thiền viện. Thì cô nghe nói là mình phải tu thiền để ngồi thiền thanh tịnh thì mới đạt đạo, mới thành Phật được. Nhưng mà giờ dạo đây thì cô hay bị đau nhức do lớn tuổi. Cô cũng trăn trở, thắc mắc là vậy có phải là bắt buộc phải ngồi thiền thì mới thành Phật được hay không bác? Bây giờ ngồi thiền là thành A-la-hán, thành thánh A-la-hán, thành Phật không có ngồi. Vì thế mà lục tổ Huệ Năng nó ngồi mày điên. Thấy không? Suốt 36 vị tổ thiền tông không ông nào ngồi hết. Hoàn toàn không ông nào ngồi hết. Thì tổ mà ta không ngồi cùng mình là làm sao ngồi? Bây giờ lục tổ nói một cái câu mà ai cũng hiểu. Bây giờ ông còn sống trong ngồi thiền đó, rồi ông chết rồi sao? Ông chết trong có ngồi được không? Thành ra cái thân này là duyên hợp, không thể làm bất cứ cái gì, mà nó chỉ có mở một con đường là cho con đi ra ngoài. Con hiểu cái này nè, thấy không? Đi ra này mà đi bằng trí tuệ. Còn không, con không hiểu cái này thì hoàn toàn tu bất cứ cái gì cũng phải sai hết. Thế gian mấy cái thiền tông ra đời là để nói bằng sự thật trái đất này, mà nó nói bằng cái nguyên lý vật lý nhân quả và điện từ âm dương, chứ không phải nó nói một giới được ba thứ. Mình tu theo đạo Phật thì phải hiểu cái này. Còn cái ngồi thiền được chứ mấy không, ngồi thiền để có thần thông được, ngồi thiền biết quá khứ vị lai được, ngồi thiền thành thánh A La Hán được, thấy không? Chứ thành nhiều thiền thành Phật thì sao? Đừng, ông Phật nói đừng có lấy cát mà nấu để thành cơm. Cát không nấu thành cơm được đấy. Ngồi thiền không thành Phật được. Ngồi thiền thành thánh được thì được. Đó, chứ ngồi thiền thành Phật hoàn toàn không được. Thật là cái gì? Phật là cái chân như, tại phải ngồi, nó là cái chân như. Giống như còn có hột xoàn quý vậy mà biểu ra làm sao cho cái, thì đem ra xài thôi, không xài mà. Hoặc là đồ con không đem xài, con đem ra con tẩy bùn rồi con chùi con rửa rồi làm hoài làm sao được. Phải hiểu Phật là gì? Phật là cái chân như, cái chân thật nó vậy thôi, không có tu. Mà tại vì á, ở bên đó thì nó là một nguyên tử sáng thôi, nó không có cái thân. Thì thấy ông kia làm sao ông có cái thân? Ông nó muốn có cái thân đó vô trong thế giới loài người nè, tạo công đức về. Công đức là cái vật tư để làm cái thân ông đó. Giống như con người của mình ở thế giới này nè, đất nước gió lửa là cái thân của mình đó, gọi là thân tứ đại. Đất nước gió lửa là cái thân của mình đó. Còn mất cái thân là gì? Mất cái thân thì nó đâu còn thân nữa đâu. Thì tứ đại trải về tứ đại làm sao nó còn. Mà muốn còn sở dĩ mà cái công đức đem về bên kia, đem về Phật giới để định hình ra một kim thân Phật. Cái kim thân Phật này là cái công đức nó nhồi lại với cái điện từ quang nó mới ra một kim thân Phật được. Còn mình ở đây tứ đại nó nhầu với điện từ âm dương nó phát ra con người. Vì thế mà con người bãi tê, con người họ không ai thoát khỏi được người bãi tê đâu, thấy không? Còn tìm hết thì dù ai cũng vậy, cũng phải dính vô con người bãi tê hết, không cách nào thoát được người bãi tê này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Bãi tê là sao bác? Bãi tê là tình tiền tù tội, tu tình tiền tu tử tử. Tình tiền tù tổ tu tử tử, vô tiền tình tiền vô tu, tu mà tu hoài không được hay tử tử chết cho rồi. Con ta có vòng vòng vậy vậy, vô thế giới vật lý này hoàn toàn không có làm gì nữa đó. Muốn không thể, muốn giải thoát đừng có làm gì hết, cộng công thức về. Còn ở đây thì phải mang bãi tê. Con có tình không? Phải có vợ chồng nữa thì con sống phải có tiền. Mà sao? Rồi giờ muốn giải thoát phải tu. Tu sao được? Tu không được tự tử chết cho rồi. Nó dính đi cái vòng vòng hoài không chạy ra khỏi đâu. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, nếu nói mà tu ngồi thiền không có thành Phật được, vậy có sao Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày để đắc đạo thưa bác? Con có học lịch sử Phật không? Vô nói là
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói ta đã thành Phật từ nhiều đời trước ở cõi trời Đậu Xuất rồi, xuống đây để gì? Cũng thành Phật, nhưng mà thế giới vật lý này ổng phải bị tình tiền tù tội, ổng mới làm lớn mà, ổng mới vô cái này. Khi mà ổng trả xong hiểu cái này rồi ổng mới ra ổng dạy đạo, ổng làm bộ ra ngồi gốc Bồ Đề 49 ngày để gì? Ổng phát cái hào quang sáng ra, ta nói ổng này thành Phật. Chứ sự thật là ổng kiểm 49 ngày là ổng kiểm cái tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất động. Một con người đạt được cái này rồi thì mới dạy đạo được. Con mà không có cái thần thông thì con dạy đạo mấy cái ông cúng đập con chết luôn. Thấy không? Vì thế cái thời Đức Phật á, ông dạy đạo, đạo cúng nhiều lắm. Mà ông có thần thông á, vì thế mà đạo cúng gì nó cho con voi uống rượu á, biểu mẹ là giết ông này, nó đâu có giết được đâu. Ông có thần thông, ông đẩy nó đi ra. Ông vô não giết ông á. Ông có thần thông, ông đẩy ông vô não ra, chứ nếu không có sao? Ông Phật không có thần thông, không có thần thông A-la-hán thì ông Phật không giải đạo thế gian này được. Nó người ta giết ông luôn, nói cho con biết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, nói tu là sẽ bị đi theo nhân quả. Vậy thì có nhiều sách bây giờ đang viết là mình phải niệm Phật thì mới thành Phật được. Hoặc là lễ Phật một lễ thì phước sanh vô lượng. Niệm Phật một niệm thì tội diệt hàng xa. Thì tại sao lại có những quyển sách viết như vậy ạ? Sách này sách tưởng. Ta tưởng chứ nói vậy thôi chứ làm chứ. Bây giờ con suy nghĩ trong 12 bộ kinh Đại Thừa có cái quyển kinh nào nói kêu bằng lại một lời mà phước sanh vô lượng không? Hoàn toàn không có. Trong 12 bộ kinh mình tu phải căn cứ vào mấy bộ kinh của Đức Phật dạy, 12 bộ kinh Đại Thừa làm chuẩn. Thấy không? Còn mấy ông nói vậy là tu tưởng. Bây giờ con suy nghĩ này, ví dụ con cất ra một cái cơ sở con tu, chú không nói chùa hay nhà thờ vậy đó, mà giờ con không làm gì hết thì làm sao ai tới? Không lẽ con cất rồi rồi không ai tới rồi con đốt? Vì thế mà con phải bài cái tưởng này tưởng kia để gì? Người ta tới để có người tới cái chùa chứ hoặc là tới cơ sở tu chứ. Nếu mà con không tưởng là không làm sao? Thế đất này chứ, thấy đất nhân quả vật lý rõ ràng như vậy, ông Phật nói rất rõ. Tại người ta không có học hiểu của ông Phật. Bây giờ con suy nghĩ nè, ông Phật nói một cái câu này nè: cúng dường vô số Đức Phật không bằng cúng dường một vị đạo nhân vô tu vô chứng. Ông không có tu vậy đó mà cúng ông là công đức vô lượng á. Rồi sao? Nếu mà câu đó mà đem vô chùa treo một cái thì ai vô chùa cúng không? Con suy nghĩ đi. Một câu thôi là kinh Phật nói chứ không phải là người ngoài nói. Kinh Phật nói rõ ràng. Rồi trong kinh Phật có nói câu này nè: lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà. Sắc là gì? Thấy ông Phật đẹp quá lại không? Mày tà, mày lại tao là mày tà đó. Thấy không? Âm thanh là gì? Gõ mõ tụng kinh cho hay. Mày tu theo đạo ma đó, dám không? Con dám. Ai dám khai thác hai cái câu kinh này của ông Phật? Mấy câu kinh này mà đưa ra hoàn toàn không có ai dám lại là chùa đó, chứ đừng có nói. Rồi con suy nghĩ sao này? Tại vì cái đạo Phật này nè, cái công thức giải thoát này nó là một khi vị một thành Phật rồi phải mấy ngàn năm. Trên 2500 mấy chục năm sau mới được công bố ra. Để chi? Để nó có hai cái phần. Mà cứu giảng lại cái tinh hoa của đạo Phật. Thứ hai là cứu giảng con người không mê tín, không tin lầm. Là có chỗ này nè. Đạo Phật ra đời nó công bố rồi, để công bố là hai cái phần này thôi. Chứ không gì khác hết trọi trơn á. Thấy không? Mà cái này không dám nói bằng sự thật nữa. Giờ con suy nghĩ vậy. Bây giờ tất cả kinh nói rõ ràng mà, chứ không phải ấy đâu, chứ không phải là truyền tông nói đâu. Chính ông Phật đã nói lời trước rồi. Mà tại mình không nghe thì giờ truyền tông ra đời để nói cho rõ cho người trí thức nghe thôi. Còn người không trí thức thì cũng không nghe. Ông bảo là người không trí thức đừng có tu, đừng vô truyền tông chi, rồi mang quả vào thân. Con tu giống như con đem cái con rắn độc vô trong nhà con nuôi. Con không điều phục được nó cắn con, có ngày nào nó cắn con chết.
Bởi vì cái thiền tông ghê gớm lắm chứ không phải nhỏ đâu. Tại người ta không có hiểu, rồi người ta nói tranh luận này tranh luận kia, chứ sự thật cái thiền tông cực kỳ ghê gớm, nó giết người ta mà. Bởi vì con người ta đó thì đi ngoài đường nó chỉ té thôi, trầy tay trầy chân, còn mà con đi thiền tông thì cũng đi bằng máy bay chết chứ không có gì. Đi về đi đáp xuống được không được thì đi chết đi ở ở sông ở biển ở núi non sông hồ, chứ không phải vậy đâu. Nó khủng khiếp vậy chứ không phải nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. À, dạ có nhiều người mà con quen á thì họ cũng đang tu mà tu nhiều pháp môn, thì càng tu thì có những cái linh tính, thì những người này cảm thấy là mình được cái linh tính đó là đúng, thì tại sao lại có những linh tính như vậy, làm sao để giúp những người này hiểu ra sự thật á? Này nó khó giúp người ta hiểu đó. Bởi vì trái đất này con phải căn cứ như nè. Hiển linh là gì? Hiển linh là do thánh. Thánh nó dụ mình hiển linh thôi, chứ làm gì hiển linh mà được cái gì. Bên Phật giới không có xài cái hiển linh, bên Phật giới chỉ xài công đức thôi. Còn hiển linh ở đây là nó xài phước hoặc xài ác thôi. Chứ thế giới đã thành Phật qua bển rồi đâu có thành Phật. Bởi vì đây mình đi trong cái môi trường âm dương và cái môi trường vật lý, thoát được cái quy trường này. Còn trong này có nghĩa là con tu, con thành, con thấy này thấy kia là do thánh giúp con thôi, giúp thấy cho vui thôi. Chứ còn giải thoát không hiểu. Bây giờ con tìm mấy cái người này là con hỏi gì chứ? Bây giờ tu vậy nó hiển linh vậy mà chỉ biết con đường giải thoát không? Hoàn toàn bích, không hiểu giải thoát là cái gì. Đó, không phải hiểu nữa. Bây giờ nếu mà nói mà tu đạo Phật là đạo giải thoát, tại sao mà Việt Nam mình là 18.600 ngôi chùa, không chùa nào dám để chú tu giải thoát, hoàn toàn không ai, không có chùa nào dám để câu này. Con suy nghĩ đi. Thấy không? Vì thế mà ông Phật mới nói là tới thời mạt thượng pháp phải cho công bố ra để cho loài người biết rằng đạo Như Lai là đạo tinh hoa của nhân loại chứ không phải hụt dừa. Cho công bố để loài người biết. Còn vì thế mà công bố ra thì nó mới trao đảo nhiều người. Trao đảo là mấy ông thầy cúng bị trao đảo, chứ cái người muốn giải thoát không có trao đảo. Bây giờ cái đạo này ra ông thầy cúng còn sống nổi không? Thì bắt đầu ông tức, ông chửi mình vậy thôi. Cái này ta nói rõ ràng chứ đâu phải ấy. Bây giờ ai đạo ông người nào cũng không biết là trái đất này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh, ai không biết cái này. Nhưng mà tại sao ông đi tu để được cái gì? Ai 10 người vô tu để tu giải thoát mà hỏi ông chứ giải thoát là hoàn toàn. Tu từ 20 tuổi đến 100 tuổi hỏi giải thoát hoàn toàn không biết. Tu cái gì? Nó thành ra cái thiền tông nó ra đời để mà nó cho loài người biết rằng Như Lai dạy 6 pháp môn tu, mà cái pháp môn thứ 6 là cái pháp môn giải thoát này nè. Tu phải cho đạt được. Còn anh sống tu không đạt được thì đi xuống quả ngục á. Ông Phật cũng đã nói rõ ràng chứ biết rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo của bạn con là nếu như con muốn tu theo một cái đạo nào đó thì đầu óc con phải hiểu như thế nào để không bị lầm ạ? Bây giờ trước mắt hai cái căn bản này, đầu óc con phải sáng suốt, hiểu bằng khoa học. Thứ hai nữa là con tìm cái giáo lý của người đó có dạy giải thoát không. Đi vào hai căn bản này trước, trí còn phải sáng suốt khoa học và tu. Thế giới này muốn tu là để giải thoát, mà còn có người nào dạy giải thoát thì con vô tu. Còn tu nó ở tu để hiển linh thôi, hiển linh là cái chuyện để vui chơi thôi, thấy không? Ha, tu để thành thần thôi, tu không dám làm thần, mà tu thành thánh tu không dám làm thành thánh nữa. Còn tu mà để thành cô hồn thôi tu cũng không dám nữa. Tu thành Phật, ông hiểu không? Thành Phật là giải thoát, ông chỉ tôi đi. Thì muốn cúng dường ông bao nhiêu cũng được hết. Còn nếu mà không có hai này thôi đừng tu mất công lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ hiện nay bạn con đang tu theo đạo của Đức Chúa Trời với mong muốn là sau khi chết được về cõi trời sinh sống. Nhưng mà nếu như mà không được về cõi trời thì sau khi chết sẽ đi về đâu ạ? Thì ông Chúa Giêsu cũng nói rồi, chết tu theo đạo Chúa lên thiên đàng, còn không lên thiên đàng ông nó cho xuống địa ngục. Ông nói rõ ràng chứ không phải ai bịa đặt. Đạo Chúa nói là thiên đàng địa ngục hai quê, tu đúng lên thiên đàng, tu sai xuống địa ngục.
Ông nói rõ ràng trong kinh, tất cả trong giáo lý đạo Thiên Chúa nói rất rõ ràng, thiên đàng địa ngục hai quê. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện sẽ lên thiên đàng. Thiên đàng phải giữ thiên đàng đến khi giờ chết được lên thiên đàng, rõ ràng. Cầu kinh của Thiên Chúa rất rõ ràng chứ không phải không. Tu lên thiên đàng, thiên là gì? Thiên là trời, đàng là gì? Đường, đường trên trời. Con tu lên sống trên trời, sống ngoài đường trên trời á. Con hiểu sao con hiểu. Thấy không? Bởi vì cái đường trời nó sáng sập, nó sướng lắm, giống như ở Sài Gòn có đường Nguyễn Huệ Tết á, làm đẹp lắm. Con muốn ấy con cứ ở đó hoài, không về nhà nha, vô đó tấu ngay đi vòng vòng đó hoài. Thấy không? Đó, rõ ràng chứ không phải đạo Thiên Chúa nói rất hay chứ không phải nhỏ đâu. À, ông đạo sống để lên thiên đàng mà tu lên thiên đàng, còn không lên được thì phải xuống địa ngục. Ông rõ ràng mình, ông chỉ cho hai con đường rõ ràng chứ không phải là ông giấu mình đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. À, dạ tu theo đạo Phật á, là phải tu cho sáng suốt, phải tu cho thật là đúng, nhưng mà chốt lại là tu cho thật đúng là tu như thế nào ạ? Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là hiểu biết, giải thoát đi ra ngoài sức hút vật lý này là tu đúng. Còn tu theo Phật mà cúng là cúng của hồn, là ông Phật đâu có dạy cúng của hồn. Ông Phật đâu có dạy tu ngồi hiển linh. Hiển linh để làm gì? Hiển linh để có thần thông đi hù người ta chứ làm gì? Đi làm tiền. Có hiển linh càng nhào con đi làm tiền người ta thì con bị nhân quả. Thấy không? Ông Phật dạy thì có đường bốn chữ thôi, giác ngộ giải thoát, có vậy thôi. Giác ngộ là hiểu biết, còn tại sao có con, cái tánh con như thế nào, trái đất này hình thành thế nào, trái đất này có mấy loài sống chung. Ông dạy cho mình rõ ràng vậy thôi. Còn giải thoát phải tìm cái công thức của nó đi ra. Còn nếu mà con không tìm công thức, cứ ngồi đây con tu ngủ hoài. Bởi vì nó thế gian mà giống như bão mà con ngồi đó mà con để con che cái con kìm cho cái bão đừng có quay được không? Làm chuyện ổng đã làm chuyện nó có nấu cát mà để thành cơm không được, không hoàn toàn không được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã rõ thông, con xin cảm ơn bác ạ. Rồi cảm ơn con thì đã hỏi. Dạ thưa ông, con tên là Đoàn Ngọc Thanh, năm nay con 9 tuổi. Con xin hỏi ông vài câu hỏi ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ con thấy các cô chú anh chị tu thiền tông thì không còn mê tín nữa, sống rất khoa học và hiểu biết rất nhiều. Con thì còn nhỏ cũng muốn tu thiền tông để hiểu biết nhiều như các cô chú, và con muốn được giải thoát thành Phật, có được không ạ thưa ông? Bây giờ đó tuổi nào cũng vậy, nhưng mà con phải thực hiện cho đúng. Thứ nhất á, con phải nghiên cứu về cái thiền tông này phải cho đúng. Chứ còn vô con đừng có tu liền, đừng có nhào vô liền. Con phải nghiên cứu cho kỹ, cho đúng con mới nhào vô. Thấy không? Chứ con còn nhỏ vô mà sơ sót một chút á, thì không có được. Ông nói cho con biết là con giống như đi máy bay vậy. Đi mà đi qua nước này nước kia chơi mà không tới là sao? Tới ngoài biển á. Phải cho kỹ, cái gì cũng được. Nhưng mà dưới điều kiện con phải tìm hiểu cho kỹ, thật kỹ, tu thật đúng thì mới tu, không tu thôi, thấy không? Chứ đừng có thấy hay quá là nhào vô qua chừng nữa con. Giống như con đem rắn vô nhà, thấy rắn này đẹp quá, đem vô 24 tiếng là nó giết con á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông. Dạ con thấy vào ngày thứ bảy hay chủ nhật có rất nhiều cô chú đi chùa lạy Phật, đốt nhang rất nhiều. Mà sao con thấy chùa Thiền Tông không có ai lạy Phật đốt nhang hết vậy thưa ông? Bây giờ đốt nhang là gì? Đốt nhang là cầu khẩn. Mà ông Phật đâu cho cầu ổng đâu đốt làm chi. Thấy không? Còn cái mà cái chùa nào mà đốt nhang đó là chùa ta tu vật lý, ta cầu khẩn. Cầu khẩn thì thánh giúp người ta. Còn đạo Phật tu, đạo Phật là thành Phật không cầu ai hết. Ai cũng có Phật tánh. Tôi có Phật tánh, tôi tạo công đức tôi về thành Phật. Còn nếu mà ở đây mà tôi tạo phước đức đó, thành tiên, thành trời gì đó. Còn tạo ác, tạo công đức âm thì thành người. Có vậy thôi. Mình phải hiểu cái này, con phải hiểu cái này.
con nghiên cứu sách Thiền Tông lại cho kỹ, đọc hết mười mấy quyển này cho kỹ thật kỹ. Chừng nào quyển giáo lý ra, con đi xin một quyển con đọc. Vì quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông nó nói rõ ràng và chi tiết, mà nói toàn thứ lớp đàng hoàng, khó quên lắm. Còn hiện giờ giải đáp là giải đáp là ai hỏi gì, giải đáp cái nấy, nó không có thứ lớp. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông. Dạ con nghe ông giải đáp là tánh Phật từ Phật giới và tâm giới mượn thân và tánh người tạo ra công đức. Vậy tánh Phật từ đâu mà ra mà có thưa ông? Ở trong thế giới này nè, tánh Phật là như một vi tử sáng, nó nhỏ hơn cái nguyên tử luôn á. Vi tử sáng, thấy nghe nói biết. Bên Phật giới nó không có định, nó không có đi được, nó dao động, nó đi, nó lăn lăn giống như vậy. Vậy con có nghe thấy biết cái trứng cá không? Nó không có đi được. Thấy kim thân Phật á, ông đi nhanh quá, mà ông có cái hình tướng đẹp quá. Bây giờ sao tôi có sao? Nãy giờ muốn ấy thì một kim thân Phật phải dẫn vô trong thế giới rồi người này mượn thân người, tánh người để tạo công đức đem về đây, thì nó sẽ bằng, nó có một cái kim thân Phật thì mới vô. Nhưng mà vô đây bị tánh người vô là làm mướn cho tánh người. Tánh người nó sai cái gì thì tánh Phật phải làm ở đấy. Vì thế mà không tạo công đức được, không về được, là cái lý do này. Vì tánh Phật ở trong cái Phật giới á, ông Phật nói là đem 1 tỷ cái số cát sông Hằng ra mà đếm á, thì cái tánh Phật nó vẫn còn nhiều hơn cái một số cát của 1 tỷ sông Hằng nữa. Con suy nghĩ sao, con đếm nổi không? Thường một thúng cát con đếm không nổi chứ đừng nói mà 1 tỷ cát của sông Hằng. Mình nói sông Hằng giống như nói sông Cửu Long của mình đi, thấy không? Làm sao biết được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông. Dạ con biết trái đất do ông trời Thứ Thiên Dương tạo ra. Vậy ai tạo ra ông trời Thứ Thiên Dương vậy thưa ông? Bây giờ trong tam giới thì nó đúng ra điều hành tam giới thì do mấy ông trời Tứ Thiên Dương ông tạo, ông điều hành thôi. Để ông thuộc về cõi trời dục giới rất mạnh. Trái đất này mà nó bao nhiêu tỷ 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 tấn mà ông còn bắt nó quay được thì ăn thua gì, thấy không? Còn tạo ra cái chuyện đó nó là sâu xa nữa. Con lớn rồi con Phật nhãn con mở ra con thấy hết. Phật nhãn con mở ra là con thấy hết những cái chuyện gì trong thế gian này, thấy không? Còn bây giờ trả lời cho con thì cũng không biết trả lời sao, không biết con có tiếp thu nổi không, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn con đã hỏi. Dạ con thưa bác, con tên là Phan Nhã Uyên, con có một số câu hỏi xin bác giải đáp giùm con ạ. Con hỏi đi. Dạ, thưa bác, gia đình của cháu mê tín, vậy cháu làm sao có thể giúp cho gia đình mình hết mê tín thưa bác? Bây giờ này nó cũng dễ mà nó cũng khó. Thì con gia đình còn hết mê tín á. Thì bây giờ con đem hai cái chữ mê tín ra con biểu nghịch gia đình con giải được hai chữ mê tín này thì tự động hết mê tín. Thấy không? Chỉ hai cái chữ này mổ sẽ được hai chữ mê tín thì gia đình con hoàn toàn không mê tín. Dưới điều kiện người ta chịu mổ sẽ hai chữ này. Còn nếu người ta không chịu thì thôi thì cũng không khó làm được hết. Không? Chứ còn nếu mà xã hội hết mê tín thì nó vậy, nó khác, cái gia đình nó khác. Gia đình là do người trong gia đình, xã hội là do người của xã hội. Không? Muốn xóa được cái nào thì phải tùy theo cái bộ phận đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác, câu hỏi tiếp theo là trước đây là con tu Thiền Tông mà bây giờ con không tu theo Thiền Tông nữa, vậy con có bị nhân quả gì không thưa bác? Cái này cũng không nói có hay là không. Tu Thiền Tông mà con đừng có tạo cái gì nhân quả thì con không bị nhân quả. Con hết tu Thiền Tông con trở về dòng tộc được, dòng họ được. Còn nếu con tu Thiền Tông mà con gieo cái gì, con tạo cái gì nhân quả thì con không trở về họ tộc được mà con phải theo nhân quả. Ví dụ con lừa gạt người ta con phải làm qua báo làm sao về dòng họ được, phải không? Đó, còn hoặc là con làm sao cho người ta khổ sở để người ta lấy tiền thì con xuống địa ngục làm sao con về dòng họ được. Là tùy theo cái này, mình tu đừng có gieo nhân quả thì về họ tộc được. Còn tu bị gieo nhân quả thì gieo nhân nào nhận quả nấy. Chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ,
Dạ, thưa bác, trước đây cháu theo đạo thánh mà cháu không có về thánh được, vậy cháu sẽ thành gì hả bác? Bây giờ nó thì còn cái đạo thánh là dễ nhất, 1.000 người tu về đủ về 1.000 người tu đạo thánh, không có không cách nào thoát ra được. Tu đại thánh là thành công nhất. 100 người tu thì thành thánh, đủ 100 thì làm sao mà không ấy được. Vô đạo thánh thì không có được đâu, trừ trường hợp này nè. Khi mà con chưa chết á, mà con bỏ, thì con trở lại sống với nhân nghĩa lễ trí tín, thì con trở lại làm người, dòng ở lại họ tộc được. Nhưng mà Đức Phật có dạy nè, tu thánh thì 100% thành thánh, không có thể nào không thành được hết, phải đạt được hết, thấy không? Phải hiểu nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, cháu thấy có nơi hành lễ mừng thọ đại giới đàn pháp loa là để làm gì thưa bác? Cái câu chuyện này nó cũng dài dòng. Bây giờ nè, cái nó để là chúc thọ đại giới đàn pháp loa, phải không? Chúc thọ là mừng cái tuổi thọ. Giới là cái giới luật của cái tổ pháp loa này, giới luật của tổ pháp loa này, thấy không? Thành ra con muốn hiểu cái này nè, mà cái này thì để dùng cho cái con người mà tu theo đạo của Trúc Lâm Yên Tử, người ta mới hành lễ này. Còn nếu mà con không tu cái đạo Trúc Lâm Yên Tử thì con không có hành lễ này được đâu. Bây giờ cái câu chuyện này thì bác sẽ nói cho con nghe cái đầu của đuôi nó thế này nè. Khi mà vua Trần Nhân Tông á, ông bỏ ngôi vua lên núi Trúc Lâm Yên Tử, ông tu. Thì ông tu là gì? Ông có cấp cho người ta một cái giấy gọi là giống như chùa Thiền Tông Tân Diệu, là cấp cho cái yếu chỉ Thiền Tông vậy. Là ông cấp cho cái giấy gọi là gì? Yếu chỉ, kêu bằng Thiền Phái Trúc Lâm. Yếu chỉ Thiền Phái Trúc Lâm. Khi mà vua Trần Nhân Tông mất á, thì ông pháp loa ông kế vị cái này. Thì vào năm 1325, ông có tổ chức một cái lễ kỷ niệm đầu tiên về cấp cái yếu chỉ của cái pháp môn Phái Trúc Lâm Yên Tử này nè. Thì vì thế nó có cái danh từ này, chúc thọ là chúc mừng cái tuổi thọ của này. Nó mới được có một mấy năm thôi. Rồi đại và lớn là cái lễ này làm lớn rồi. Giới là cái giới luật của cái Phái Trúc Lâm Yên Tử này nè. Mà cái này ai làm? Khi Trần Nhân Tông mất rồi, ông pháp loa đó, ông làm 1325. Ông làm mà tới đến 5 năm sau là ông chết. 1330 là ông pháp loa ông chết. Đến năm 1331 thì Tổ Huyền Quang mới tổ chức cái này, đem về thành Thăng Long làm. Thì người ta mới biết, chứ ngày xưa tự làm trên núi Yên Tử người ta không biết. Thì từ đó thì ông mới tuyên bố là Đại Giới Đàn Pháp Loa năm thứ 6, có nghĩa là 6 năm. Mà con có hiểu là cái ngày xưa đó, nếu mà con mà được cấp cái giấy này á, là làm sao? Con phải hiểu năm thứ như thế này nè. Đạo Phật Phái Trúc Lâm Yên Tử, Đạo Phật Thiền Tông Phái Trúc Lâm Yên Tử là không tu, không cúng, không cầu, không lại, và không chứng, không đắc. Hoàn toàn người nào ngày đó mà ai hiểu được năm cái phần này là các tổ sẽ cấp cho một cái giấy gọi là giác ngộ yếu chỉ Phái Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì hiện nay giống như là chùa Tân Diệu, ai hiểu năm cái này thì được cấp là yếu chỉ Thiền Tông của chùa Tân Diệu, nó cũng giống vậy thôi. Mà người nào mà muốn tổ chức cái này là người đó phải tu theo cái phái này. Mà hiện nay chú có thấy nhiều người đó đang tổ chức cái này, nhưng mà không biết họ có hiểu cái nguồn gốc không. Chứ nếu mà năm nay, năm 2021 này mà nếu mà tổ chức cái lễ này, thì cái tổ chức cái lễ này nó có cái nguyên tắc của nó, chứ không phải là muốn tổ chức. Thì cái bảng treo á,
trúc thọ giới đàn, đại giới đàn pháp loài năm thứ 696. Vì tới bên nay là cái lễ mà của ông Pháp Loa làm ra thì được 696 năm rồi. Nếu người nào tu theo này làm ở đó thì phải treo cái bảng đúng vậy đó. Treo cái bảng đó đúng rồi đó thì phải 6 cái bài tham luận về cái pháp môn này. Chứ không phải là mở ra làm gì. Mở ra để đọc 6 cái bài tham luận về cái pháp môn này. Gọi là Đại Giới Đàn Pháp Loa. Đó, mà nếu mà người nào hiểu này thì mới làm vậy. Mà cái gốc tích này nó không phải đơn giản đâu. Cái gốc tích này là ngày xưa Đức Phật có nói chứ không phải không. Mà Đức Phật có nói là những người nào mà hiểu sâu về đạo, đạo của Như Lai đó thì mới làm được cái này. Vì thế mà tất cả những người nào mà muốn hỏi sâu về cái này thì Đức Phật bắt buộc phải làm như thế này. Đến quỳ trước Đức Phật, rồi nói cái gì đó rồi mới đi nhiễu vòng quanh ba vòng của Đức Phật, rồi mới quỳ trở lại, quỳ trịch giáo vai áo bên phải và nói: con xin gánh vác lời của Như Lai dạy, trả lời cho con, dù khó đến đâu con phải trả lời được. Thấy không? Vì thế mà tổ Pháp Loa mới có cái chuyện này, là cái giới đàn. Tại sao có chữ đàn? Chữ đàn là chữ đi vòng. Tổ Pháp Loa bắt thì đi 5 vòng. 5 vòng để thì là tôi nguyện tu theo Đại Giới Đàn Pháp Loa, không cầu, không cúng, không lại, không xin, không chứng, không đắc. Nói hoài 5 lần đi vòng. Rồi sau đó đó thì ổng phải được cấp cho cái giấy yếu chỉ Đại Pháp Đàn Pháp Loa là cái chỗ này. Mình phải hiểu cái này nè. Cái lễ này nó khởi công, bây giờ nó tồn tại được là 696 năm. Tính đến năm 2021 này. Đó, ai hiểu được cái này thì mới hiểu cái đại giới đàn của Pháp Loa được. Chứ tôi thấy á, bây giờ nè, người ta tổ chức là gì? Ta lấy mấy chiếc xe rồi tao cho chạy vòng vòng. Không phải vậy, không phải chạy vòng. Rồi bắt người ta quỳ lại, không phải. Có nghĩa là đi vòng, đi nhiễu vòng quanh ba lần. Hồi xưa là đệ tử Đức Phật phải nhiễu vòng quanh ba lần Đức Phật để nói ra một cái câu gì mà nó tuyệt mật. Mà bây giờ những cái câu đó nó còn lưu lại, tới bây giờ nó còn nhiều chứ không phải không. Chú kể cho mấy câu câu mà bây giờ không ai dám kể lại mấy câu này. Đức Phật ổng nói đó, tu mà cầu ổng là ông cầu ma đó. Cầu này ổng giải thích ghê lắm. Ông tu theo ổng mà không cho ổng lại Phật, ổng không cho lại. Bởi vì ổng nói là cấm lại mà, phải bắt luộc, phải đi vòng vòng. Đó thì bởi vậy đó, không cầu, không cúng, không lại. Đây, ông cấm tôi không lại rồi, bây giờ không lẽ tôi hỏi ông cho lại, không cho. Thôi thì tôi đi vòng vòng. Tại cái ông Pháp Lo mới cho đi vòng vòng, năm vòng để mà thực hiện năm cái lời nguyện này nè. Thấy không? Không cầu, không cúng, không lại, không tu, không chứng, không đắc là cái chỗ này. Chùa Thiền Tông bắt trước ông Pháp Lo. Chứ sự thật nó nằm ở trong cái giáo lý nó có cái chuyện này. Mà không biết ông Pháp Lý hồi xưa, Pháp Lo đâu có đọc được quyển giáo lý đâu. Trần Nhân Tông cũng không đọc. Mà giáo lý này duy nhất chỉ Đức Phật viết để cho bà Thảo, bà giải mã ra thôi. Có hai người để biết thôi. Vì thế mà người tu mà muốn nói gì cái đại giới đàn Pháp Loa phải hiểu cái nguồn gốc của nó thì mới tu được. Không phải đơn giản đâu. Năm cái câu này sướng lên không ai dám tu hết là tơn á. Phải không? Giờ con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu tiếp theo ạ. Dạ, tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại không có trụ trì thưa bác? Bây giờ đó, chùa Thiền Tông Tân Diệu thì nó đúng ra giống một cái cơ sở sản xuất hoặc là cái cơ sở hành chánh thôi, chứ không phải cơ sở tu. Tu thì mới có trụ trì, đây không có tu. Mà đây nó chỉ là có cái ban quản trị thôi, quản trị để mà quản lý cái chùa này thôi, không có trụ trì. Vì cái ban quản trị này, bây giờ chú còn sống còn làm viện chủ nữa thì để giao lại ban quản trị, chút chết thì ai giỏi thì lên làm trưởng ban, có vậy thôi chứ không có trụ trì. Trưởng ban thì nó có cái nội quy, ai vi phạm nội quy thì đi ra. Mới vô 3 ngày mà vi phạm nội quy cũng bị đuổi ra.
Thấy không? Nói vậy thì vì thế mà không trụ trì. Trụ là ở, trì là giữ. Vì cái chùa không có ai ở, cái chức trụ trì là phải ở giữ cái chùa. Mà giờ chùa này đâu có ai ở đâu, từ khi cắt ra tới giờ hoàn toàn. Họ bà Thảo bà cắt đó, còn bà ở, nhưng mà khi mất rồi là hoàn toàn chùa không có, không ai ở đây. Bà dặn là không cho ai ở trong cái chùa này, mà thuê người ở giữ chùa thì được, quét dọn được. Còn trụ trì là trụ là ở, trì là giữ, không không có được quyền làm này. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tịnh Diệu không trụ trì là lý do này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, tổ chức như là tổ chức một xí nghiệp hoặc tổ chức hành chánh thì tổ chức rất là như thế nào hả bác? Bây giờ cái tổ chức cái chùa Thiền Tông Tịnh Diệu thì nó có cái tổ chức như thế này. Nó có một cái ban quản trị, rồi 11 cái tổ phụ trách. Thì trong đó đây là trong đó có cái tổ phụ trách là trong cái tổ có kỹ thuật này, đây là đây một trong cái tổ chức của cái chùa Thiền Tông Tịnh Diệu. Thì trong này là nó có nè, thứ nhất là giao tế bên ngoài xây dựng, rồi hành lễ truyền thiền, rồi cấp giấy chứng nhận này kia nọ, rồi với liên lạc bên ngoài là với gì đó, nó từ 11 cái tổ nó mới điều hành được cái chùa này. Đó, vì thế mà nó là nó điều hành theo giống một cái cơ quan hành chánh của nhà nước vậy nè. Thấy không? Không có ai mà làm chủ được. Ví dụ cơ quan nhà nước ông đó là trưởng phòng mà ông làm tầm bậy, ông trưởng phòng khác nhạo vô. Đó là rồi cái một tổ chức hành chánh là cái chỗ này này. Vì cái ban quản trị mà nếu mà cái anh trưởng ban ảnh làm không đúng cái nội quy thì người ta đem cái nội quy ta đọc, ông tự động ông phải ra, ông rời ông khác vô. Thì học tu trì là giữ, là không phá vỡ được. Cái này gọi là cái ban quản trị thôi. Anh đúng, ông đứng nội quy thì anh làm, còn không đúng nội quy đi ra, có vậy thôi. Lý do vậy thành ra chùa Thiền Tông Tân Diệu không có cái trụ trì là chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu hỏi tiếp theo, vì sao phải tổ chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông thưa bác ạ? Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông đó, bởi vì hầu thời Đức Phật còn tại thế đó, cái thời thượng pháp nó dạy sáu pháp môn, năm pháp môn tu, có một pháp môn tu thứ sáu là ông dạy lén, ông không cho dạy công khai được. Đó thì vì thế mà phải đợi đến 2561 năm sau mới cho công bố ra, vì nó là khoa học. Tới thời này gọi là thời khoa học mới được công bố cái thiền khoa học này ra, chứ ngày xưa chưa khoa học, chưa phát triển, không công bố được. Nếu công bố cũng không, người ta nói ta không hiểu. Ví dụ hầu chưa có điện mà con nói điện, mấy ông kia ổng cười mình chứ sao. Điện là cái gì? Thấy không? Rồi hầu chưa có xe ô tô mà mình giờ nói có ô tô người ta đã biết. Có xe trâu, xe bò mà nói xe hơi, ông biết cái xe hơi là cái xe gì? Đó. Thành ra phải đợi khoa học cao rồi mới nói. Hồi xưa mà khi nào, hồi xưa con nhớ là ông Galileo và ông nói trái đất quay để em chém đầu ổng. Bây giờ khoa học biết trái đất quay mới nói được. Thấy không? Có trái đất nó đang quay thì giờ nói tao mới tin, chứ hồi xưa mà nói. Hồi Phật nói trái đất nó quay, mình đứng đây chứ trái đất nó quay 1800 cây số một giờ. Đem, chắc đem là ổng cũng đập luôn chứ đừng có nói. Nói không có căn cứ. Thì bây giờ khoa học đi trước thì mình nói đi sau thì nó mới tồn tại, chứng minh được. Thế hồi xưa mình căn cứ giờ một ông tiến sĩ mà ông nói trái đất quay mà đem lên bắt nhốt ông đi chết luôn. Bởi vì thành ra Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông nó nói cái gì cũng bằng khoa học, chứ mà chưa, lúc khoa học chưa phát triển mà nói này nó không chịu, nó không nghe. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con đã hết câu hỏi ạ. Vậy nào xin hỏi tiếp ạ. Rồi cảm ơn con hỏi. Dạ con chào bác, con tên là Võ Thị Thanh Châu, cư ngụ Biên Hòa Đồng Nai. Con có một số câu hỏi xin bác giải đáp với con ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ con xin thưa bác là tại sao người tu Thiền Tông lại không về được Phật giới ạ? Tu Thiền Tông họ không về Phật giới là ở đây họ mê làm đủ thứ họ không về. Tu Thiền Tông là làm đúng thì mới về, còn ở đây không tu mà lo làm gì đâu không á thì làm sao về. Giống như con định cư đi nước nào mà con không chịu là không chịu chuẩn bị con đi, mà ở đây có làm là sao định cư được, phải không? Làm ở đây thì dính ở đây, không định cư được. Muốn định cư ở đâu thì phải bỏ ở đây. Muốn về Phật giới, bỏ tất cả những gì trong trong trái đất này thì mình mới về được.
Con này tôi muốn về mà cái làm hoài ở đây làm sao về được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác, con xin hỏi tiếp ạ. Dạ bác có chứng minh được điện từ âm dương có trợ giúp sự sống của con người không ạ thưa bác? Giờ khoa học thì chứng minh dễ. Giờ họ có nói cho con nghe. Hồi xưa người ta nói là con sống là cái gì? Ta đâu biết con là tôi không biết tôi sống thì tôi không biết cái gì. Thấy không? Nhưng mà giờ khoa học nó đưa lên con người biết. Giờ con có thấy trong truyền hình nó chiếu những cái con robot không? Con robot nó hoạt động là được nó nhờ cái gì? Biết không? Trình ạ. Không phải lập trình. Lập trình là cái tính toán người ta. Nó bằng điện. Ví dụ giờ con lập trình mà giờ con rút điện ra nó nói chuyện không? Thì bây giờ mình cũng vậy, rút điện ra mình đứng cứng ngắc luôn. Phải không? Bây giờ bởi vì con người ta chứng minh là con robot á, nó hoạt động được là nhờ điện. Nó lập trình hay gì trong đó, máy móc á, được. Nhưng mà con nó nói vậy ấy mà con cúp điện, nó lập trình. Còn mình cũng vậy. Vì thế mà chứng minh rằng con người nhờ điện mới sống. Hồi xưa bởi vì nói là, bởi ta phân tích là con người mình có điện từ âm dương, người ta không có hiểu. Vì thế mà khoa học nó chứng minh giờ con bệnh gì là con điện, đo điện tâm đồ trong người con sao nó chạy. Thấy không? Nó có dòng điện chạy nó mới có. Chứ còn nếu nó không có sao nó chạy. Thấy không? Thì chứng minh con người có điện là cái chỗ đó. Nó hai cái. Đem con robot ra thí dụ. Hai. Điện tâm đồ nó đo con, nó thấy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp thôi. Có người họ nói họ ngồi thiền thành Phật, vậy có phải như vậy không ạ thưa bác? Ngồi thiền thành Phật cái gì? Được, mà ông Phật ở đây, ông Phật nhân. Ông Phật đó ngồi đó, ông thành Phật nhân đó. Còn Phật thiệt nó bên kia, ông thành được. Muốn thành Phật phải về bển đó, đem công đức về bển. Ở bên đó là cái vật lý nó khác. Cái bên cái điện từ quang á, với cái công đức này, hai cái đụng nhau đó, nó chạm nhau, nó thành một kim thân Phật. Còn mình ở đây, đất nước gió lở, lửa nó hợp lại, nó thành một thân người. Thấy không? Còn sự sống của nó, mình đã sống rồi, là nó hoạt động được là do điện từ âm dương. Còn cái thấy nghe nó biết là tánh Phật. Còn cái con robot nó thấy nghe nó biết là cái lập trình của mấy ông kỹ sư. Thấy không? Đó, nếu mà phải hiểu, phải giải thích cái này thì mới biết tại sao phải có cái điện từ, có cái điện từ âm dương và cái điện từ quang. Cái sự sống nó thiệt con là từ xưa không biết cái sự sống là cái gì. Sự sống chính là tánh Phật. Thấy nghe nó biết của ông đó đó chứ không phải của mình. Mình nếu mình đi sớm có tại sao khi mình nhắm mắt rồi mình không có điện rồi mình ông đó không nói nó cứng ngắc rồi làm tin. Phải không? Ông kia ông đi ra mang trung ấm thân đi ra, nó bằng điện mà đi vẫn đi ra. Nó phải hiểu bây giờ khoa học cao rồi mới chứng minh được cái này. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác là con muốn tu theo thiền tông thì phải tu như thế nào cho đúng ạ, thưa bác? Tu thiền tông đó thì muốn cho đúng là thứ nhất là con phải tìm cái quyển giáo lý thiền tông con đọc. Trong quyển giáo lý thiền tông này nó nói rất đầy đủ. Thì con muốn tu thì phải con tìm được cái quyển giáo lý này con đọc con mới tu đúng được. Còn nếu không có quyển giáo lý thôi con cái tu mù quá. Còn bây giờ tu giải đáp đây thì gọi là con tu từng khúc đoạn thôi. Con hỏi cái nào con không hiểu rồi con chưa hiểu cái đó chứ con chưa toàn gì hiểu toàn diện được cái đạo thiền tông này. Con muốn hiểu toàn diện cái đạo thiền tông con phải đọc cái quyển giáo lý thì mới tu mới đúng được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Vậy cho con hỏi là quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông bán ở đâu ạ thưa bác? Thiếu gì, bán các chùa thiếu gì, chùa nào không có bán. Mấy chùa lớn ở Vũng Tàu này cũng có nè. Ở Đồng Nai con cũng có nè. Thành phố Hồ Chí Minh vô có chùa to như nào không có bán giáo lý. Trời, kinh sách thiếu gì. Làm gì diễn lý có chút mà là không có. Vô đó con kiếm, có. Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi thêm một câu là thưa bác công thức thiền tâm nằm ở quyển sách nào ạ thưa bác ạ?
Công thức tu thiền tông nó nằm ở trong quyển giáo lý, giáo lý nó có cái công thức của nó. À, vậy, bởi vì nó giải thích rất nhiều, rất bài bản những cái gì mà nó có trong thế gian này đều trong giáo lý đều có hết. Không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác, con xin hỏi câu cuối cùng ạ. Dạ, thưa bác, ở trái đất sinh ra nhân quả vị tu theo thiền tông có bị nhân quả không ạ, thưa bác? Ở trái đất này còn làm gì cũng bị nhân quả, thiền tông cũng bị nhân quả luôn chứ. Nghe lạ không? Tu thiền tông bị nhân quả còn lạ không? Thấy lạ không? Không dạ. Lạ thôi. Không. Tại nếu không lạ con giải thích tại sao tu thiền tông không bị nhân quả. Giải thích được không? Dạ con, cho con nói theo cái ý hiểu của con ạ. Con hiểu sao nói vậy? Dạ. Tại vì nhân quả của mỗi người thường ta nói y nghiệp ai nấy gánh. Không có thể nào mà chỉ cho người khác được á. Tại vì mấy câu này hình như là cái câu của miệng của mỗi người hay nói như vậy. Nghiệp ai nấy gánh à. Thì đúng rồi, nghiệp là nói rồi. Nhưng mà tu thiền tông bị nhân quả này nè. Con có giải thích tu thiền tông bị nhân quả không? Dạ không, con không giải thích được. Giải quyết không nổi phải không? Dạ. Ở trái đất này tu cái gì cũng bị nhân quả, kể cả thiền tông cũng bị nhân quả. Cái câu này nghe nói nó lạ lắm phải không? Yeah. Tu mấy kia mới nhân quả mà tại sao tu thiền tông nhân quả? Bây giờ con xưa tu là gì? Con làm chuyện gì đó để nó đạt đến mục đích. Thì bây giờ con mà tu thành thánh thì con phải thành thánh, con tu thành Phật con phải thành Phật, không nhân quả gì. Cái nhân con tu ông Phật thì ông mới thành ông Phật, nó cũng bị nhân quả sao? Nhưng mà nhân quả vĩnh viễn và nhân quả có thời gian. Hiểu không? À, thành thánh thì lên tỉnh ở bao nhiêu năm xuống, còn Phật ở hoài, ổng cũng còn. Nếu không muốn thành Phật thì làm sao có ông Phật? Tu gì thế? Giờ tôi nói ở trên đất này tu là bị nhân quả hết. Nhưng mà nếu mà hiểu cạn thì nó khác, mà hiểu sâu thì nó lại khác. Thấy không? Ở trên đất này tu là bị nhân quả hết. Tu thì thành Phật. Anh tu anh mới thành Phật chứ hành không tu anh thành Phật. Tu là gì? Thằng kia ta tu ngồi thiền ở đây tu, tu là đi tìm công đức, tìm làm cái công đức là tu tìm công đức. Công đức tôi mới về bên đó tôi thành Phật. Thấy không? Là không có nhân quả sao được? Nếu không tu sao có ông Phật? Người ta tu ta ngồi thiền, còn tu lại là gì? Còn tu còn giúp người ta hiểu giải thoát. Ta tu cái kiểu con nó khác, còn cái tu kiểu vật lý nó khác. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác nhiều và con chúc bác nhiều sức khỏe ạ. Rồi, cảm ơn con hỏi. Dạ, con chào ông, con tên là Thùy Linh, con có một số câu hỏi con muốn hỏi ông. Rồi, con hỏi. Dạ, thưa ông, tín ngưỡng là sao thưa ông? Tín là tin, ngưỡng là ngưỡng mộ. Mình tin cái gì mình ngưỡng mộ cái đó gọi là tín ngưỡng, hiểu không? Rồi, trả ngắn gọn vậy thôi, hỏi tiếp đi. Dạ. Câu số 2, thưa ông, đạo giáo là gì thưa ông? Đạo là con đường, giáo là lời dạy. Lời dạy của ông nó đi trên con đường đó đó, gọi là đạo giáo. Thấy không? Thí dụ người ta gọi là đạo Phật. Đạo là đường, Phật lời của ông Phật dạy. Ông Phật dạy đi sáu nẻo luân hồi và một con đường trở về Phật giới, gọi là đạo Phật. Thấy không? Ông dạy đi mà sáu con đường đi, lên trời, xuống địa ngục, làm súc sanh địa ngục sáu con đường và con đường trở về Phật giới gọi là đạo Phật. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ thưa ông, một tôn giáo hay một đạo giáo như thế nào mới gọi là văn minh thưa ông? Tất cả gì tôn giáo, đạo giáo gì, tín ngưỡng gì còn phải chứng minh bằng khoa học thì mới gọi là văn minh. Còn mà con không chứng minh được khoa học mù mờ gọi là mê tín, đơn giản vậy thôi. Rồi hiểu không? Cũng hiểu, hỏi tiếp. Dạ thưa ông, người sống vào thời kỳ văn minh nguyên tử 4.0 tổ chức đạo như thế nào mới đúng thời văn minh nguyên tử 4.0 thưa ông? Thời văn minh nguyên tử 4.0 tổ chức đạo hay là cái gì cũng vậy, phải bằng khoa học, bằng thực tế chứng minh được thì mới là gọi là đạo văn minh. Còn nói mà ta hỏi đứng cứng ngắc là không có văn minh, là đạo tưởng tượng.
Nếu mà người ta hỏi mình á, ví dụ mà người ta hỏi ông lập ra cái đạo, người ta hỏi cho hỏi tự do đó, cái gì hỏi cũng được hết thì gọi là văn minh. Còn hỏi mà hỏi có chút xíu đứng cứng họng thì thôi không có văn minh, gọi là ông tưởng ra, tại là tôi hỏi ông mới bị cứng vậy thôi. Chứ nếu mà không tưởng bằng chân thật là cái gì cũng được hết. Giống như con người mở con mắt ra rồi đó, tôi cho hỏi cảnh xung quanh ông tôi nói được hết. Nhưng mà cái ông nhắm mắt rồi đó, ông học được cái gì thì ông trả lời cái đấy. Chứ mà ông nhắm mắt rồi tôi hỏi cái mà ông chưa học thì ông không hiểu. Hiểu vậy không? Bởi vì theo văn minh đó vậy đó. Cái gì trả lời cũng được hết đó, mới gọi là con người văn minh. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, đạo cúng đến đời văn minh 4.0 này có còn tồn tại được không thưa ông? Đạo cúng này đó, nó tồn tại là không, là do con người. 4.0 không ai cúng thì đạo nó tiêu. Còn đời văn minh mà ví dụ 100 người nó cúng, nó bỏ cúng 70 thì còn 30 là do con người, tồn tại là không do con người. Mà cái con người này muốn mà cái tồn tại là do cái kiến thức của con người á. Với con người ta hoàn chỉnh về kiến thức về vật lý rồi đó thì người ta không cúng. Còn người ta còn mù mờ về kiến thức vật lý thì bắt buộc người ta phải cúng. Đó, người ta không hiểu mà, bị cái chuyện này nó mấy ngàn năm rồi nó để lại, nó tồn tại mà. Trong cái tiềm thức người ta nó còn trong đó, nó không thể phá vỡ được. Tùy theo người nào mà có kiến thức khoa học thì hoàn toàn đau cúng mất. Còn nếu mà chưa không có đủ kiến thức khoa học thì đạo cúng vẫn còn, là cái do cái con người. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, Đức Lục Tổ Huệ Năng tại sao cấm các môn đồ ngồi thiền thưa ông? Ông biết là ngồi thiền điên, ông cấm như thế. Mấy đồng đồ bây giờ hỏi vậy chơi đi mà. Ông nói nếu mà ngồi thiền để thành cái gì, không ai bắt đồ không trả lời, nó rơi thành Phật. Thì ông đem cái câu chuyện của Tổ Bồ Đề Đạt Ma lấy đá mài gương, mờ thành gương. Thì mấy ông kia ông hỏi chứ đá làm sao mài thành gương được. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói mấy ông ngồi thiền sao thành Phật được. Hai ông này cãi qua cái lỗ thua Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì thế mà ông Tổ Huệ Năng nói mày ngồi mày điên, tao đập mày để cho mày đừng có điên, chứ không phải gì, chứ không phải cấm ngồi thiền. Mày muốn ngồi thiền ra gốc cây mày ngồi, còn ngồi trước mặt tao đập. Vì ngồi thiền để chi? Con ngồi thiền thì chắc chắn thì bị thánh nhập. Thánh nhập rồi nó làm tầm bậy bạ, nó mày điên. Vậy thấy không? Có nhiều người giờ ngồi thiền rồi nói tầm bậy bạ, nói trên trời đó, người ta nói ô mày khùng, mày điên, nói tầm bậy. Không điên là gì? Thấy không? Vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng cấm tuyệt đối không cho ngồi thiền. Vì thế mà chứng minh rằng 36 vị tổ thiền tông không ông nào ngồi hết, mà ta gọi là tổ. Thấy không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này, nếu ngồi thì thành công. Mà ngồi, còn nếu mà không ngồi muốn thành Phật thì phải làm cái đi bằng công thức của nó, chứ không phải đi bằng cái cách ngồi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, trong quyển 13 Đức Phật đã dạy trị bệnh tâm có 6 phần, nhưng trong sách lại mất phần thứ 4. Vậy ông cho con hỏi phần thứ 4 trị tâm là gì thưa ông? Thế này cái truyền tâm á, là mấy cái ông tổ, mấy cái ông mà bắt trước á, gọi là truyền tâm ấn, đúng không? Trong sự thật á, là nó không phải truyền tâm mà gọi là ấn tâm, là có là ấn, là anh đã hiểu cái tâm này, này là hiểu thôi chứ không phải là ấn. Nhưng mà cái truyền tâm nó là bỏ luôn cái ấn tâm, nó đưa lại là cái truyền thiền tông. Truyền thiền là cái hiểu được cái năm phần của cái đạo Phật đó, thì ta gọi là truyền thiền. Tất cả những gì trong đạo Phật nói năm phần mà cái gì cũng giải mã được tới nơi tới chốn thì ta mới truyền cho mình, gọi là truyền thiền. Đó. Nhưng mà cái truyền thiền này á, các tổ thì mới kiến tánh, còn tới bây giờ chỉ hiểu căn bản thôi chứ không có kiến tánh bằng ông tổ. Nhưng mà kiến tánh không kiến tánh nhưng mà về Phật giới được. À, mà về Phật giới rồi thì mặc tình mình hiểu, khỏi cần ai dạy mình hết rồi, cái gì cũng biết hết, để là sống bằng tánh Phật mà, tánh Phật thì thấy cái gì cũng biết hết.
Đó, thành và thì cái chuyện mà hồi xưa ta nói ấn tâm với truyền tâm ấn nó khác. Truyền tâm ấn đây là mấy cái ông bịa ra ông làm thôi, chứ Đức Phật đâu có dạy mà ấn tâm truyền tâm gì đâu. Mà ông Phật đó kêu bằng có ấn chứng là được kiến tánh, thấy không? Có ông kiến tánh tôi sẽ truyền cho ông được, thấy không? Cái gì kiến tánh này là nó rất sâu chứ không phải đơn giản đâu, thấy không? Ở đây chỉ nói là nó bên ngoài thôi chứ kiến tánh rất sâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông, con đã hết câu hỏi. Rồi cảm ơn con hỏi. Dạ con chào chú. Con tên Trần Thị Phi Phụng, hiện cư ngụ ở quận 3. Xin chú trả lời giúp con một số câu hỏi. Câu thứ nhất, thưa chú, người tu giải thoát mà không giải thoát được thì người này có trở lại họ tộc được không thưa chú? Cái này cũng tùy theo. Nếu mà con tu giải thoát mà con đừng làm cái gì á, đừng cái gì nó vướng nhân quả của thế gian thì con trả lại họ tộc được. Còn nếu mà con tu mà con vướng về nhân quả thì con theo cái nhân quả, con không trở lại họ tộc được. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ hai ạ. Thưa chú, tại sao người tu theo quy luật vật lý mà không chứng đắc có trở lại dòng họ được không thưa chú? Phần này nó cũng vậy. Con tu gì tu mà con đừng có gieo nhân quả với ai thì con lại họ tộc được. Ví dụ con tu con lường gạt người ta thì con phải làm quả báo. Con tu mà con hại người ta đó thì con xuống địa ngục, làm sao trả lại họ tộc được, thấy không? Con cũng phải hiểu cái thế giới này gọi thế giới nhân quả. Con làm gì thì có cái quả đấy. Con tu hay là không tu gì mà con đừng có làm gieo nhân quả thì con dở lại họ tộc được. Ví dụ con tu, con vô chùa không tu, con cứ lại Phật hoài đi. Không ai nói gì, con cứ rảnh là con lại. Rồi con tụng kinh, con tụng hoài, không đừng có đi lừa người ta gì hết đó. Thì trở lại họ tộc. Trở lại họ tộc đó, rồi chết đi sống lại, tu tiếp. Tu 10 lần vô số kiếp, nó cũng con là con thôi. Chứ không có được thành cái gì trời trời. Nhớ là không có đưa lừa người ta. Lừa người ta xuống địa ngục 18.000 năm á. Thấy không? Còn làm qua báo mấy tỷ năm mà chúng ít đâu. Giờ con suy nghĩ đi làm sao trả lợi. Muốn trả lợi phải trả hết nợ mới trả được. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Dạ câu hỏi thứ ba. Thưa chú, người tu theo quy luật vật lý mà không trở lại làm người được thì người này sau khi chết sẽ đi về đâu thưa chú? Đi theo nghiệp của người ta chứ biết đi đâu. Ví dụ con mà con tu bất cứ cái gì, con làm cái gì mà con đi theo, con tạo cái nghiệp, con biết theo cái nghiệp, không trả lời họ tộc được đâu. Tu Phật ở thế gian này, do con người không tu cũng vậy, mà con đi làm ác thì con cũng phải xuống địa ngục. Mà cái ông mà tu làm ác á, thì nó nặng hơn vậy thôi. Giống như thế gian mà một người dân thường phạm pháp thì tòa xử 5 năm. Mà một cái anh công chức phạm pháp 10 năm. Tại ông biết luật mà ông kêu phạm luật thì ông phải nặng hơn. Có vậy thôi. Thế gian, bởi vì nói là dương gian âm phủ đồng nhất lý. Trên trời cũng vậy, dưới đất cũng vậy, dưới địa ngục nó cũng vậy. Đâu nó cũng phải có quy luật của nó hết. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Dạ câu hỏi thứ tư. Thưa chú, đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam ra đời để dạy gì thưa chú ạ? Đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam ra đời để dạy con người biết sự thật trái đất này. Sự thật hiển linh ở trái đất này là cái gì? Sự thật các tôn giáo là gì? Thấy không? Sự thật phước đức ác đức và công đức như thế nào? Nó là vậy đó. Đạo Phật khoa học là bởi vì nó xen vô chữ khoa học, chữ đạo Phật. Chữ đạo Phật là cái đạo trùm khắp. Khoa học là nó trưng bày một cách rõ ràng chứ không ấy, gọi là đạo Phật khoa học là cái chỗ đó đó. Bởi vì người ta nói là Phật là trùm khắp mọi nơi là cái chỗ này, thấy không? Ổng trùm khắp mọi nơi mà ổng phải giác ngộ là ổng biết hết mọi nơi đó. Mình phải hiểu cái đạo Phật nó quan trọng nhất cái hai chữ Phật. Phật là trùm khắp mọi nơi, bốn tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Bởi vậy thành mình đi đâu tánh thấy nghe nó biết nó phải theo mình chứ nó không có chạy, nó không ở nhà được, thấy không? Nên phải hiểu cái đạo Phật là cái đạo trùm khắp mọi nơi. Còn thí dụ đạo thánh là chỉ trong phạm vi của thánh, đạo thần phạm vi của thần.
Rồi đạo mẫu thì trong phạm viên của mẫu thôi, chứ nó không đi trùm khắp được cái đạo Phật. Đó, mình phải hiểu cái đạo Phật đặc biệt hơn ta. Bây giờ nếu mà giải thích cái đạo Phật rồi thì nó rất hay, mà nó bằng khoa học luôn. Bởi vì đạo Phật tại sao ngày xưa ta không dám nói khoa học, mà bây giờ mới trưng bày ra chữ bằng khoa học, là vì tới thời Vũ Văn Minh rồi nó phải nói bằng khoa học. Để chi? Để nó không tuột hậu. Nếu mà đạo nào mà không nói bằng khoa học sẽ tuột hậu. Vì thế mà trong dân gian có nói câu nè: khoa học càng tiến, tôn giáo càng lùi. Tiến khoa học đi trước, tôn giáo đi chạy sau. Hồi xưa là tôn giáo đi trước, khoa học đi sau. Bây giờ đó là khoa học đi trước, tôn giáo đi sau. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, câu hỏi thứ năm. Thưa chú, tánh Phật mượn thân và tánh người, không chịu tạo công đức, sao còn phá pháp môn thiền tông này, thưa chú? Cái phần này nó có hai cái lý do. Cái người mà tu mà phá cái thiền tông này là vì nó có cái kiến chấp. Là vì toàn ta kiến chấp hay ta học giỏi, ta tưởng là ta giỏi hơn cái thiền tông này, thì nó không tin, thì nó phá. Còn cái thứ hai nữa đó là nó bị ông Thánh nhập vô. Ông Thánh với cái ông này nó đấu kỵ nhau, giống như nước lửa đấu kỵ nhau. Vì thế nó phải phá cho cái thiền tông này được. Bởi vì khi mà công bố cái pháp môn thứ sáu này này, tất cả các thánh nghĩa là quy tụ lại để phá cho được cái pháp môn thiền tông này. Vì pháp môn thiền tông này nó còn sống là mấy ông Thánh không sống được. Ông Thánh là gì? Ông Thánh thì nhờ cái cúng đó, mà thiền tông nó ra để nó phá cái cúng, thì mấy ông bắt buộc phải phá triệt để, phá cái cúng này sao cho phá cái ông này để cái cúng nó tồn tại. Thấy không? Nó vì thế mà người ta đi tu nó có hai cái dạng: một, vô để mà tìm cái đường giải thoát; hai, tìm cách để mà phá cái thiền tông này. Đó, cái bọn ta gọi là nội công ngoại kích á. Thấy không? Giống như ngày xưa mà ta đánh lộn á, ta nhập phe đấu nghịch để gì? Ta tìm tin tức, cái bọn nội gián á. Rồi người ngoài đánh vô, người đông đánh ra. Thì bởi vì thiền tông nó ra đời nó cũng vậy. Một hai cái dạng: một dạng bằng sự thật để mà giải thoát, một dạng nó vô để nó tìm cách để nó tiêu diệt, nó phá cái này, đừng cho phát triển ra. Đó, nó có hai lý do đó. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ sáu. Thưa chú, tánh Phật thật là sáng suốt, cớ sao không sai tánh người làm theo ý của tánh Phật được, thưa chú? Bây giờ nói tánh Phật sáng suốt thì thí dụ vậy còn mới dễ hiểu. Giống như cái bóng đèn sáng, cái bóng đèn nó sáng trưng gì. Nhưng mà bây giờ nó sáng nó không ý nghĩa vậy đó, nó chỉ biết vậy thôi. Bây giờ nói giờ cái ông đó đó, ông có 10, ông đó ông 13, 16 thứ cái kiến. Vô mượn ổng đi, vô mượn cái kẻ này để ông mang cái thân ổng để ông đi, ổng làm này làm kia được á. Nhưng mà khi mà con vô được rồi, 16 cái nó phủ con đó, con còn biết, con có nhìn thấy được bên ngoài sự thật không? Mà ổng nói, ổng bắt đầu ổng vẽ con á, ổng biểu con tham, con phải tham, thấy không? Con biểu con cái gì con phải làm đấy. Bởi vì ở trong này nó 16 cái lớp rồi, 16 cái lớp của tính người. Thọ, lấy cái gì cũng nhào vô, thì thấy cái gì thì ổng cũng lấy vô. Bởi vì nó thọ tưởng hành thức, thứ nhất mà ổng dùng cái ác của con rồi đó, thì thật, thì nó biểu con giết người rồi, nó cũng giết. Thế bởi vô 16 thứ cái tánh người thì khó mà thoát ra được. Vì thế mà khi mà ổng thành Phật rồi đó, ông Thích Ca ổng thành Phật rồi mới thốt câu đó. Hồi xưa tưởng đâu nó thiệt, à giờ nó không có thiệt. Bây giờ ổng phá được dở này ổng mới nhìn thấy. Vậy bởi ổng nói là nghiệp chướng bổn lây không, cái gì mà ngày xưa mình làm ở đây nó thực thật nó không có, nó chỉ là cái ảo bóng của thế giới vật lý này thôi, thấy không? Nó thì vì thế mà vô đây mang cái quy luật này thì không cách nào thoát ra được cái quy luật này được. Vì thế mà tánh người mượn cái gì phải là tánh người muốn cái gì, tánh Phật phải làm theo cái đấy. Vì mình đã tại mai mốt mà còn đọc được cái quyển giáo lý này đó, giữa đấu đáp giữa tánh Phật và ông thần chủ thế giới, muốn mượn ông thần chủ thế giới nó hết luôn cho nghe. Nó có ba cái lớp nói, mà ông thần chủ thế giới nói một kiểu, ông thần phụ tá nói một kiểu, ông thần thừa hành nói một kiểu. Đó, tánh Phật nó vậy đó, chịu vô rồi, ôi,
tôi sáng suốt mà tôi vô tôi điều khiển được. Ổng là cái vô đi rồi điều khiển. Bởi vì vô rồi mới chịu bẫy rồi mới chết, thành ra thành đã mới cái vụ là tánh Phật vô đây phải, ít nhất phải là 10 tỷ năm mới ra. Thấy không? Mà cái đó là thường á, còn nếu mà cái thứ mà đi phá nữa thôi nó không phải 10 tỷ năm. Nó là 10 trái đất chứ không phải 10 tỷ năm. Một trái đất là 10 sống 10 tỷ năm. 10 trái đất là nhiêu? 10 cái lần cái tỷ năm á, 10 lần cái 10 tỷ năm á. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, câu hỏi thứ 7. Thưa chú, người tu thiền tông mà muốn trở về Phật giới chắc chắn 100% thì phải làm sao thưa chú? Muốn chắc chắn 100% về làm thì phải tuân thủ cái công thức của Đức Phật đã công bố ra. Mình cứ làm vậy. Tôi chỉ biết làm, tôi về, tạo công đức về, hoàn toàn trong thế gian này không tưởng. Không tưởng, không làm bất cứ gì thế gian này mà đi làm theo cái lập trình của Đức Phật đã làm xong. Còn cái làm đúng vậy là còn về, khỏi cần cầu xin ai hết á. Mà tốn tiền rất ít. Còn con mà con tưởng rồi ha, rồi con tốn tiền rất nhiều mà nhưng mà không ăn thua vậy. Bởi vì con tưởng, thí dụ con tưởng con làm này làm kia nó phải bỏ số tiền lớn ra con mới làm được. Còn nếu mà con đừng tưởng thì làm sao con có chuyện bỏ tiền lớn ra. Bây giờ con chỉ làm nhỏ mà trong sáng thì con sẽ về được. Đó. Nên nhớ rằng đừng tưởng vô đây rồi. Tạo công đức đừng tưởng nha. Nhớ đừng có tưởng. Tưởng là sai liền. Thì con sẽ về được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn chú. Dạ câu hỏi thứ 8. Thưa chú, sao con chưa từng nghe danh từ sáu bầu khí quyển sức hút của trái đất? Thưa chú. Sáu bầu khí quyển sức đất, trái đất này đã nằm ở trong quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông. Nó nằm trích chương số 27. Thấy không? Hôm trước là cái chương 24 công bố ra, giờ nó là chương 27. Nó nằm ở trong cái sức hút này. Tất cả những người mà khi mà nghe hiểu được cái sức hút trái đất rồi mới hiểu được cái quy luật vật lý này. Còn nếu mà con không hiểu quy luật sức hút trái đất thì cái quy luật vật lý con không hiểu. Ha? Vì thế mà tôn giáo nào mà đọc được quy luật sức hút vật lý rồi thì người ta tu rất đúng. Bất cứ tôn giáo nào, nếu mà anh hiểu sức hút vật lý rồi thì anh tu rất đúng. Còn không phải anh tu tưởng là nó sai. Ha? Vì cái này nó nằm trong quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam. Cái quyển này nó chưa xuất bản được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi, con cảm ơn chú nhiều. Rồi cảm ơn con hỏi. Dạ con chào bác. Con dạ. Tên là Lương Thúy Hằng, ở Biên Hòa. Con có một số câu hỏi xin hỏi bác, xin nhờ bác trả lời giúp con. Rồi con hỏi. Dạ thưa bác, người tu theo thiền tông có tánh tham, khi chết á, sẽ đi về đâu thưa bác? Bây giờ con phải hiểu này nè, con làm ác xuống địa ngục. Thanh tham làm của hồn các đảng, lừa gạt người ta tự vô thực vật. Đó, nó có ba cái nơi để đi. Tham thì làm của hồn các đảng, gọi là tham là gì? Đi giành giật của người ta là gọi là của hồn các đảng. Còn con tu mà con làm cho người ta khổ nở, làm cho người ta mê tín gì đâu, con xuống địa ngục con ở. Thấy không? Con tu mà con lường gạt người ta lấy tiền người ta, con làm thực vật để làm trả nợ, nó phải đi ba con đường này. Đó. Vì thế mà tham thì con phải đi làm của hồn các đảng. Cái này nó đơn giản, mà cái người mà tu tham mà làm của hồn các đảng thì sướng lắm. Không khỏi cần làm cái đi, ví dụ người ta cúng cho mình ăn thôi. Đó. Tu mà thế gian này sướng nhất là làm của hồn các đảng, không làm cũng có ăn. Còn làm người bắt buộc làm phải có ăn, không làm thì đói. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, cho con hỏi câu tiếp. Thưa bác, tại sao người tu theo thiền tông á là buông bỏ hết, mà tại sao lại đi ăn cướp của người khác thưa bác? Cái này họ tu theo tánh ác của con người. Đó, tại tu trong 16 thứ tánh của cái ác của con người. Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạng nghi ác kiến. Nó nằm thứ 15, cái ác nó nằm thứ 15. Con sử dụng ác thì con phải làm này làm kia thôi. Còn con tưởng thì con tưởng minh mông. Còn kiến chấp cho ta là số 1.
sử dụng cái nào thì con thì nó thể hiện ra cái đó, thấy không? Vì tánh người nó 16 thứ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Bác cho con hỏi câu tiếp. Thưa bác, người tu theo thiền tông mà làm tay sai cho người khác á, khi chết á, thì sẽ đi về đâu thưa bác? Mình là tu mà làm tay sai người khác, tay sai là mình kêu cái người đó là gì, là sư phụ phải không? Thì sư phụ chết đi đâu mình sau đó? Sư phụ chết đâu mình sau đó chứ sao? Còn mình không làm tay sai là mình tự mình đi, còn mình làm tay sai người ta là sư phụ đi đâu mình đi đó. Đó phải hiểu như vậy, nguyên tắc này nó vậy. Giống như con vô một cái đoàn thể thì trưởng đoàn thể dẫn con đi đâu con đi đó, còn con ở nhà của mình tự con muốn đi đâu con đi, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Cái người mà tu, người tu như trong chùa nè, tu thiền tông nè, họ biết rõ là giác ngộ và giải thoát là gì, thì tại sao mà họ hay làm những chuyện kỳ cục rồi như chuyện này chuyện kia đồ tùm lum, sao kỳ vậy bác? Này họ tu tưởng, đã biết giác ngộ giải thoát mà tu thì tưởng là bậy bạ, thì tu theo tưởng gọi là đạo tưởng. Thời này gọi là tu đạo tưởng, đạo Phật nó đã không còn ai tu nữa. Chỉ sáu pháp môn tu rõ ràng, bây giờ thú tu, tu tịnh độ á. Mà giờ có ai tu tịnh độ, ai tu đúng không? Tu tưởng thôi. Tịnh, con biết nên nhớ là tu tịnh độ nó không phải đơn giản đâu, tại chưa ai giải thích. Tu tịnh độ là tu đi hưởng phước, con nên nhớ không? Trong túi con không có đồng con đi được không? Không có tiền đi xe buýt thì sao con đi nữa. Tu tịnh độ là tu hưởng phước ở cõi trời, tức như ở vòng ba của tam giới. Con tu nổi không? Bây giờ chú chỉ giải thích vậy nè. Ví dụ con ở Biên Hòa, con ra Vũng Tàu 200 ngàn. Thấy không? Con đi du lịch được, đi xe buýt, ăn uống được. Còn đi con đi qua Hà Nội nhiêu? 5 triệu. Con qua Mỹ nhiêu? 30 ngàn đô. Lên không gian 2 triệu đô. Lên trời á, 2 ngàn triệu đô. Lên nước cực lạc đó, 2 tỷ triệu đô. Con có tiền đi không? Đi cực lạc là đi hưởng, kia đi hưởng phước ngoài không gian, đi các hành tinh đó. Bây giờ Nga nó tổ chức có 3 ngày đó, đi vòng vòng trái đất có 3 ngày 3 triệu đô. Đô Mỹ đó, chứ không phải đô Hồng Kông luôn. Thấy không? Đi nổi không? Con suy nghĩ lên cực lạc, con có tiền đi nổi không? Vì thế mà con không đó mà con tu theo đó mà con lừa người ta thì con chết, bị cái nhân quả liền. Thế giới này là cực kỳ khó, chứ khó. Khi mà thiền tông nó nói ra rồi là cái thế giới này cực kỳ khó, không ai dám nhúc nhích cái gì hết. Còn vì thế mà thiền tông nó ra đời người ta bỏ tu hết. Sống ở gia đình, nhân nghĩa lê trí tính xong thôi, không có tu gì hết. Khi mà, bởi vậy khi mà tánh Phật vô đây nè, Tánh Phật hỏi chứ bây giờ ông đến ông thần chủ thế giới ông nói khó quá, ông nói giờ làm sao giờ tôi lỡ tôi vô rồi sao? Nó thôi lỡ vô giờ làm ta chỉ giờ, nhớ nghe cho kỹ, ở trong gia đình làm vợ chồng con cái nhau thôi sống bằng nhân nghĩa lê trí tính. Khi nào 10.000 năm một ông Phật ra đời á, công bố làm ơn đi lại tìm công đức về, nhớ đừng có làm vậy, sử dụng bỏ cái tưởng con người nha, thì mới về được. Chính ông thần chủ ở mách cho cái tánh Phật biết. Nhưng mà ổng quên, vô tử cung người mẹ, quên mẹ hết, chết cái tử là chết, cái cung chết, vô không còn nhớ gì trời đâu. Thì mới tạo nghiệp nó lên cả dây chứ. Mẫu một cái nghiệp, ví dụ mẫu ngồi một cái nghiệp thì cho một ly đi. Mà một đời nó là nhiêu? Một đời một ly, 10 đời 10, một tấc, một phần đi. Thấy không? Rồi 100 đời một tấc, rồi 1.000 đời mấy chục thước, rồi làm sao còn phá vỡ cái quy luật này được. Nó khó chỗ đó, chứ không phải giờ đơn giản đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy những người mà tu mà, những người mà có tham vọng nhiều á, đâu có tu được giải thoát đâu hả bác? Tu cái gì, mới vừa mà nở cái tham vọng ra, ta bắt đầu thần cũng quản lý á. Cái tham vọng mà vừa khởi ra thì ông thần quản lý mình, ông dẹp mình liền. Ông nói thôi, ta do mày cho ông thánh vợ giữ mày đó. Tham vọng là tham thì phải qua ông thánh ở.
thân quản lý. Vì thế bác nói là tu theo đạo thánh là không giải thoát, tu thần mới giải thoát, là cái chỗ này nè. Tham thì phải qua thánh quản lý, lãnh quản lý thì mình rất tham. Ở ông thánh là đúng nghề của ông mà, nghề ông thánh là nghề tham, thấy không? Thành ra vô thánh là đừng có mong giải thoát, khó lắm, không có giải thoát đâu. Vô thánh chỉ có giải chết thôi chứ không giải thoát. Trời, còn hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Vậy tu theo thiền tông á, chỉ có một chữ thôi mà sao ít có người tu vậy bác? Dạ, con suy nghĩ à. Con ở nhà con có đọc con chữ hoài, con có thấy vui không? Đọc ba lần, ba tiếng con buồn. Thành ra con phải nói tràn gian đại hải cho nó vui. Thì vì thế mà người nào tu mà nhiều chữ đó, ta thích hơn, còn tu có chữ. Nó hoài chữ. Chữ là gì? Chữ buông. Mà buông thì chết rồi, không còn gì hết trơn. Thì người ta không thích. Thế giới vật lý này là nó cuốn hút theo quy luật vật lý. Mà con bỏ nó không chịu, người ta không chịu. Thấy không? Vì thế mà cái tu thiền tông rất đơn giản, rất cực kỳ dễ, nhưng mà không tu được. Vì tu có một chữ, tu nhiều chữ người ta mới tu. Cầu cúng lại thì nó cầu cúng lại lục như tùm lum ta la ta thích. Cầu xin này kia ta thích. Còn tu có một chữ buông, không ai chịu nổi đâu. Vì thế mà khó đó. Thành ra bởi vì cái thiền tông này bởi vì đưa ra cho cái thời kỳ văn minh người ta mới hiểu. Tôi mới tu chứ ngồi thời cái thời đồ đồng không ai dám tu cái gì này, không nói được luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác, con xin bác chúc bác sức khỏe. Cảm ơn bác. Rồi cảm ơn con. Dạ con chào bác ạ. Con tên là Trương Thị Ngọc Sương, con có một số câu hỏi nhờ bác giải đáp giúp con. Rồi con hỏi. Dạ con xin hỏi câu thứ nhất ạ. Thưa bác, bác dự đoán quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tâm Việt Nam khi nào mới được xuất bản, thưa bác ạ? Giờ đó làm chi, chừng nào mà có giấy phép xuất bản liền chứ gì, đó làm chi cái này bắt công. Nếu mà bác đoán nó thành ông thầy bói là thật chứ phải ông thầy giải đáp thiền tông, thấy không? Đoán là ông thầy bói, thành ra không có đoán được, chừng nào có giấy phép là xuất bản liền. Đời này không khỏi đó. Con hỏi câu khác đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, người có kiến chấp thì tánh họ như thế nào, thưa bác? Kiến chấp thì họ thấy lúc nào họ cũng là giỏi, không có tài nhất. Thứ nhất là mấy cái ông tiến sĩ, càng tiến sĩ giao kiến chấp càng to. Chứ sự thật, ông không hiểu cái thế giới này. Cái thế giới này gọi là cái thế giới khoa học mà hoàn toàn mấy ông tiến sĩ không hiểu. Thế giới này gọi là thế giới khoa học vật lý. Thấy không? Mà mấy ông tiến sĩ dường nào mà tiến sĩ khoa học vật lý thì người ta mới chịu tin cái này. Còn thí dụ là tiến sĩ cơ khí người ta không biết này, tiến sĩ văn chương người ta không biết này, tiến sĩ Phật giáo người ta không biết, hoàn toàn không hiểu cái này. Người nào có cái bằng tiến sĩ khoa học vật lý thì sao họ hiểu cái thiền tông này, đọc họ hiểu liền. Đó, phải hiểu, có phải hiểu cái thế giới này nó nhiều cái kiến chấp. Duy nhất mà cái kiến chấp vật lý, mà tiến sĩ vật lý nó không kiến chấp, nó công nhận liền, đọc nó công nhận liền. Còn kiến chấp, ví dụ còn tiến sĩ về Phật giáo thì tưởng đâu người ta học theo Phật là ta giỏi. Sự thật, học theo Phật từ nào tới giờ gọi là học theo giáo kinh thôi. Những cái lời kinh sinh, kinh của Đức Phật dạy thôi. Kinh gì? Đức Phật dạy là trên cái ảo tưởng thôi, chứ không bằng sự thật được. Không? Còn muốn bằng sự thật thì phải khoa học, đạo Phật khoa học mới bằng sự thật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi tiếp ạ. Thưa bác, đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam công bố ra, tại sao có người chửi, thưa bác? Người chửi là ai? Con kiểm soát là mấy ông thầy cúng chửi chứ không ai là chửi đâu. Mấy cái ông mà khoa học không chửi nha, mà mấy ông thầy cúng chửi là sao? Phá đám ổng. Ngày tôi cúng đá mấy chục triệu mà ông chơi kiểu này là không ai cúng nữa thì ông chửi mình là đúng rồi. Phá đá mà thì cúng, tìm thì cúng chửi mình thôi. Cái này là thế giới rõ ràng như vậy. Giống như con đi làm hàng giả đó, con người khám phá ra ôi đồ giả, con chửi không? Bắt buộc phải chửi. Thế giới thì con người mang thân người là phải sử dụng cái thuật này, cái thuật thế giới vật lý này. Thấy không? Cái gì bằng con làm mà không đúng mà người ta nói con thì
con sẽ giữ lại. Cái thế giới nó phản ứng vậy, đó là nguyên tắc của nó vậy thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác, con xin hỏi tiếp. Thưa bác, con tu thiền tông, muốn cất thiền tông thất để dạy các người khác tu, có được không thưa bác? Được, với điều kiện hỏi về, khởi về Phật giới. Các sĩ thì ở giữ đây, thấy không? Chứ giống như con định một chuẩn bị, tôi chuẩn bị tôi định cư nước ngoài mà không chịu bỏ ở đây, mình cứ nằm hoài làm sao về. Rồi tới khi cái visa nó tới rồi, ủa mà chưa giải quyết được công chuyện này làm sao đi, thấy không? Vì thế mà muốn về Phật giới đừng có dính mắc gì ở thế giới này hết thì về Phật giới được, nhưng mà phải cho đúng, mà phải bàn công đức về. Chứ đi qua bển không có công đức, không ông thần cũng đủ, mày đâu có gì đâu mà đem về bển đâu, tao đâu có cho. À, có nghĩa là mình về Phật giới phải mang công đức sáng, nhớ nha, mang công đức sáng. Còn công đức tối cũng được, nhưng mà đều phải có công đức sáng để đưa vô trong trung tâm vận hành luân hồi để nó mã hóa ra, thì công đức tối nó mới sử dụng được, đem về bên kia mới sử dụng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ thưa bác, tu thiền tông không làm gì hết sao thưa bác? Tu thiền tông làm sao không làm? Có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, có con phải cho ở đây đang học, chứ không làm sao được. Rồi không lẽ còn ngồi không, thì có việc gì phải làm việc đấy. Mà trừ cái là đi, đừng có đi nói tầm bậy thôi, thấy không? Nếu mà không làm gì, nhưng mà làm mà tất cả nằm trong cái khuôn phép 4-5 chữ nhân nghĩa lễ trí tín, làm đúng theo khuôn phép này thì mới đúng là một con người, thấy không? Con người con mà thiếu cái này là xã hội nó chê con liền, nhân không ra nhân, nghĩa không ra nghĩa là nó dục con nữa, thấy không? Chờ con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Thưa bác, con muốn tạo công đức trong sáng, vậy con phải làm như thế nào thưa bác? Công đức trong sáng thì con chỉ biết tạo thôi, con đừng có chấp gì hết. Con chỉ thí dụ chẳng hạn giúp người đó hiểu cái này, con chỉ giúp cho người ta hiểu, hiểu kệ cho người ta, đừng có khen vô. Người ta hiểu thì còn có công đức, ta không hiểu thì cũng có gì, kệ. Cái gì là giả tràng xe cát thôi, không sao. Nhưng mà con mà giúp người ta không hiểu, con sân lên cái này con chết, con bị cái nghiệp, bị nghiệp sân á. Sân là gì? Đi xuống với gặp mấy ông thánh đó. Thánh mà tức mà, thấy không? Con làm cái gì trong sáng, con tu thiền tông, con tạo công đức bằng cách trong sáng, nhiều ít gì cũng được, về Phật giới đi. Có nghĩa là về bển thành một ông Phật nhỏ tôi cũng đi được, chứ còn lớn quá thì đi nhanh chút, giống như đây có chiếc xe 4 chỗ con cũng vẫn chạy được, có xe 15 chỗ cũng chạy được, phải không? Thà thôi tôi đi xe du lịch sướng hơn, về bển đi ông thật nhỏ sướng hơn, phần nhỏ đi sang hơn mấy ông Phật lớn, ông lớn rồi. Mà thần lớn quá thì đi làm gì? Thôi còn đã thành Phật rồi, nhỏ lớn nhỏ không thành vấn đề, tạo được công đức về, thấy không? Còn muốn lớn nhỏ về bển bất phân thân đi lợi cái thế giới này nè, để giúp người ta thì công đức tạo bên Phật giới nó dễ hơn bên đây. Bên Phật giới thì nó không có vật lý, thấy không? Còn bên đây nó bị vật lý thì nó khó tạo lắm. Bị vật lý này nó phát ra tới 16 thứ, bên kia có 4 thứ nó dễ. À, muốn hiểu vậy đó. Bởi vì tu làm sao thành Phật nhỏ cũng được, về bển tạo công đức. Nhưng mà nên nhớ là về bển á, con ví dụ ở đây á, về bển con đi đâu cũng được, trong tam giới. Phật nhỏ đi tam giới rồi trung thiên, tiểu thiên gì con đi được hết. Thì mặc tình mà tạo công đức. À, mà về bển thì nó an toàn hơn, nó không có thế giới, nó không có buồn thương giận ghét như bên đây. Bên đây tại mình kẹt cái buồn thương giận ghét này, hơn thua nè, nó mới dính cứng ngắc ở đây thôi, thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, dạ con hết rồi, con cảm ơn bác, con chúc bác thật nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn con. Dạ thưa ông, con tên là Trần Khánh Ngọc, hôm nay con có một số câu hỏi muốn hỏi ông giải đáp cho con ạ. Rồi, con hỏi gì? Dạ, thưa ông, Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam là dạy gì thưa ông? Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam là dạy cái gì cũng bằng khoa học hết. Mà chứng minh luôn chứ không phải không đâu. Dạy nhưng mà chứng minh bằng khoa học, chứ phù mờ.
Còn tất cả các đạo khác gọi là đạo hiển linh. Hiển linh, tu là phải có linh này linh kia gọi là đạo hiển linh. Miễn linh này gọi là đạo vật lý. Còn đạo khoa học thiền tông gọi là chứng minh bằng khoa học. Thấy không? Gọi là đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam. Nó công bố ra tại nước Việt Nam, thành ra mới là đạo khoa học của Việt Nam. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa ông, có nhiều thầy giảng đạo Phật rất hay. Cháu muốn biết người thầy đó dạy đúng hay không đúng. Cháu phải tìm hiểu về ông thầy đó như thế nào thưa ông? Cái này dễ ợt. Đạo Phật là đạo gì? Đạo giác ngộ và giải thoát. Vì thầy nào mà dạy hai cái chữ này thì đúng. Còn thí dụ ông dạy đám cưới làm bùa làm phép không đúng. Ông dạy tụng dạy cúng là không có đúng. Thấy không? Ông nào mà dạy giác ngộ giải thoát là đúng. Ông nào dạy là cúng tụng cầu xin đại lộc là không đúng. Ông Phật không có dạy cái này. Thấy không? Vì trong cái ông Pháp Loa ông đó là hiểu năm thứ này không cầu, không cúng, không lễ, không tu, không hành, không chứng, không đắc là đúng. Đạo Phật Thiền Tông có năm chữ này, con phải hiểu cái này là đúng. Còn tất cả nếu bên ngoài là không đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa ông, Thiền Tông có dễ tu không thưa ông? Đây, Thiền Tông là dạy học hiểu và thực hành chứ không phải tu. Tu là nói cho theo dân gian cho hiểu vậy thôi. Chứ không là khi được thật cái chánh gốc của đạo Phật Thiền Tông là học hiểu và thực hành cho đúng. Đó, Thiền Tông nó đi con đường khác. Nó không ép buộc vào chữ tu. Chữ tu là chữ sửa. Chữ sửa gì? Thế giới này nó vậy con sửa sao? Thế đất nó đâu quay ào 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 vậy, tam giới nó quay vậy rồi làm sao con sửa con vậy? Con đứng con có chút xíu làm sao con sửa nó được, phải không? Là nó sai chỗ này nè. Con đứng mà con sửa trong thế giới này là mấy ông thấy nhập con liền. Nó à mày muốn gì, nó tu sửa cho hiển linh rồi, 5 phút sau con hiển linh liền. Thánh nhập vô sai con, để mà nói chuyện trên trời dưới đất gì cho nó vui thôi. Chứ làm sao giải thoát được, giải thoát nó khác. Giải thoát học hành hiểu bằng trí tuệ, hiểu bằng khoa học. Thì mới ra được. Vì thế mà nó nói có cái chuyện mà trung tâm vận hành luân hồi. Chưa có cái đạo nào nói là trung tâm vận hành luân hồi. Chỉ con đường đó mới đi ra được về Phật giới thôi. Vô cũng bằng trung tâm vận hành luân hồi của hải triều âm. Ra thì bằng hải triều dương. Bây giờ con suy nghĩ nè. Giống như con có trái banh to, con để cái bàn con quay một cái ào nè. Cái banh đó là cái tam giới. Nó hút từ trên nó hút xuống. Gọi là âm. Đẩy đi ra lại là dương. Cái chỗ nó không quay là con đường để cho tánh Phật đi ra đó. Nó phải đi theo cái công thức này nè. Thấy không? Còn hình dung một cái banh con để trên cái bàn, con quay một cái nó quay đó. Thấy không? Nó quay giống như con vũ nó quay vậy đó. Cái chỗ mà không quay chính là cái trung tâm vận hành luân hồi đó. Nó phải con phải hiểu. Chứng minh được cái này thì cái Thiền Tông tự nhiên con nó hiểu nhiều lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa ông cho công bố quyển huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông để làm gì thưa ông? Bây giờ cái này là ông Phật bí mật truyền theo dòng Tông là có cái nguyên do này. Thời Thượng Pháp là cái thời Đức Phật đang dạy đạo, ông không có dạy được cái này. Mà ông dạy là dạy theo cơ chế vật lý, thành quả của vật lý. Khi mà coi là người văn minh lên cao rồi, ta hiểu được cái này thì ông mới cho công bố cái quyển này ra. Thành ra gọi là đạo Phật khoa học. Công bố được có hai cái phần để nó cứu cái loài người không diệt vong sớm. Vì do cái tưởng và tham của con người với cái ác. Mà cứu được loài người này thì con người văn minh phải tổ chức toàn bộ cái thế giới này lại. Sống theo thời văn minh nguyên tử thì trái đất này sẽ tồn tại lâu hơn. Con người sẽ tồn tại lâu hơn. Đó, mục đích của vậy đó. Rồi cái thứ ba nữa là lấy lại cái danh dự của đạo Phật, không còn mê tín nữa. Bây giờ đa số người ta chửi ra mà đạo Phật mê tín quá trời đi. Ta chứng minh cho mình ấy. Cúng đụng đâu cũng cúng, mà hỏi ai nói đạo Phật à, Phật cúng. Thì mấy cái đạo cúng nó chửi mình chứ gì nữa. Thấy không? Đạo Phật có chuyện gì cúng. Mà giờ các chùa nào cúng là ta lấy lại cái danh dự của đạo Phật. Là cái chỗ này nè. Đạo Phật không cúng, đạo Phật dạy giải thoát, anh dạy thì dạy, không dạy thì thôi, đừng có cúng. Nếu cúng thì anh chuyển qua cái đình đi, qua cái miễu đi. Đưa vô chùa mà cúng là
biến đạo Phật thành cái đạo cúng. Thấy không? Vừa rồi có ông dị ở Biên Hòa, có anh dị Biên Hòa đó, vậy là giáo hội cúng. Thành ra cái đạo Phật này lấy lại cái danh dự này. Thấy không? Đạo Phật là giải giác ngộ giải thoát chứ không cho cúng. Đó, con hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, khi người chết, trung ấm thân của người chết đó hình thể như thế nào thưa ông? Khi người chết, cái trung ấm thân của mình nó theo cái dạng cái nghiệp của mình. Ví dụ con chết mà con lên trời, chuẩn bị lên trời, tự nhiên cái trung ấm thân con nó đẹp như tiên rồi đó. Thấy không? Còn nếu mà con chết mà con được làm người trở lại thì giống như con người thôi, không có gì, nhưng mà nó thu nhỏ lại thôi. Còn nếu mà chưa làm súc sanh thì nó giống đầu thai con nào giống con đó, nó cho con biết. Còn nếu mà xuống địa ngục rồi đen thùi, không biết cái gì, một cục đen thùi vậy đó. Đó, nó theo cái nghiệp của mình, chứ làm sao biết được. Còn thành Phật nó có hào quang à. Nên nhớ là đạo Phật mà có công đức rồi, tu đạo Phật có hào quang liền. Mà người nào có cái Phật nhãn mới nhìn thấy được cái này. Còn nếu mà con người bình thường ra là nó nếu mà có cái tham tâm thông, nó vẫn nhìn thấy được cái này. Thấy không? Nhưng mà nếu mà thành Phật rồi thì có hào quang liền, nó phát ra cái hào quang liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa ông, tu thiền tông có lợi ích gì thưa ông? Có lợi ích chứ. Lợi ích này là thứ nhất là không mê tín, phải không? Có gia đình phải lo gia đình, còn có ông bà cha mẹ con phải lo ông bà cha mẹ con, chứ không có vụ đi mê tín nữa. Làng xóm địa phương nó cần cái gì giúp đỡ địa phương, con ra con giúp. Con nhỏ, còn nếu lớn lên thì tổ quốc lâm nguy thì phải cầm súng chống lại ngoại xâm. Lợi ích là lợi ích vậy đó, bằng thực tế chứ không thiền tông không mơ hồ. Ăn cây nào rào cây nấy, tổ quốc đùm bọc mình phải bảo vệ tổ quốc mình. Đạo Phật thiền tông nó dạy con người có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Đạo Phật thiền tông rất thực tế, đừng mê tín gì đâu. Ba cái này là căn bản của cái đạo Phật thiền tông. Có lợi ích là lợi ích vậy đó. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, người tu thiền tông mà tính toán đủ chuyện thì người tu như vậy có đúng không thưa ông? Tính sao đúng được, tính bởi tại bà ta nói là tu thiền tông cái tánh Phật mình nó là thanh tịnh thì mày phải sống bằng cái thanh tịnh thôi. Nhưng mà thanh tịnh nhưng phải rõ thông bằng khoa học chứ không phải thanh tịnh rồi. Thanh tịnh mà nó đen thùi không phải vậy. Thanh tịnh rõ thông bằng khoa học mới gọi là người tu theo đạo Phật khoa học thành thiền tông. Còn con không thực hiện được cái này là hoàn toàn con tu sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, người tu thiền tông mà làm đủ chuyện để cho có danh, có trở về Phật giới được không thưa ông? Cái đó trở về thánh, về sống với thánh và Phật giới. Phật giới đâu có danh. Phật giới hoàn toàn cự cái danh. Còn danh thì phải vô thánh ở. Nó phải hiểu cái thế này này. Phật giới không có danh, Phật giới chỉ có một kim thân Phật sáng suốt thôi. Còn danh thì là thánh. Còn giữ thần, còn cứ ham ở trong quẩn quẩn ở thế giới này nó gọi là làm người. Nó có mấy con đường đi vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn ông ạ. Rồi cảm ơn con hỏi. Thưa bác, con tên là Phan Nữ Ngọc Xuân, hiện tại con đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số câu hỏi của các bạn đang tìm hiểu và nghiên cứu về đạo Phật khoa học thiền tông. Họ có gửi đến con nhờ chuyển đến bác một số thắc mắc của họ xin bác giải thích giúp chúng con ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, đầu tiên là một số câu hỏi của chị Hồng Vân, cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi số 1 là giáo lý và huyền ký là hai quyển khác nhau hay là một quyển mà được chia thành hai phần ạ? Cái quyền ký phải phân tích, quyền là nói gì? Là nói những cái thời gian tương lai. Ký là ghi tự, là cái chữ ghi của cái quyển này nói về thời gian tương lai. Còn cái giáo lý, lời dạy chân thật của một vị Phật thì nó khác nhau. Nhưng mà người ta pha trộn cho trong đó đó thì quyền ký này ta lấy một phần của giáo lý người ta nói ra. Thấy không? Tuy một mà hai, tuy hai mà một là cái chỗ này. À, có, mình phải phân tích cái chữ nó quyền là cái
là ta nói những cái chuyện mà quyền hoặc sâu xa đó, ký là ghi lại. Vì thế mà ngày xưa mà đâu có ai biết là cái điện từ là cái gì, mà chỉ quyền ký mới nói cái điện từ thôi. Mà ngày xưa ai giải thích được cái tánh người, quyền ký không ai giải thích, cả tôn giáo không ai giải cái tánh người, mà chỉ quyền ký nói cái tánh người, rồi cái giáo lý nó mới nói. Mà cái quyền ký là trong chiết trong cái quyển giáo lý nói ra, thấy không? Thành ra có thể một mà cũng có thể là hai, nhưng mà cái giáo lý nó bằng tuần tự, nó có chương, còn cái quyền ký nó không có cái phần này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu tiếp theo ạ. Tu thiền tông mà kiếm được nhiều tiền trong kinh doanh và cùng giúp đỡ mọi người, có giúp đỡ mọi người để phát triển trong kinh doanh đó, thì có bị phước đức dương kéo lại khi mình mất thân không ạ? Cái này là do cái cân nặng cân nhẹ. Con này nhớ cái gì thế gian này gọi là cân bằng mà. Thì cái nào nặng thì đỡ lại đây, cái nào nhẹ thì đi, có vậy thôi. Thấy không? Nhưng mà cái đó là cái căn bản của người không biết, còn người biết nó khác. Thí dụ mà con có công nhiều, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, nhưng mà có công đức con về được, ông thần cho về. Là vì trước khi nó đi trở về Phật giới, nó có ba con đường. Một đường công đức vô lượng, và một công đức phước đức bằng nhau, và một con đường công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Nó có ba con đường. Nhưng mà con mà mở mắt được thì ông thần cho về. Giống như con đi ra đường mà con tiền ít tiền nhiều không biết, mà trong túi con mở mắt đường tới ông cho đi. Còn nếu mà nhiều cỡ nào nhưng mà không thấy đường, ông cho đi. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Con cảm ơn bác. Con hỏi câu tiếp theo ạ. Bé nhỏ nhà chị Hồng Vân thì được 7 tháng tuổi và được nghe thiền tông từ trong bụng mẹ. Giờ mỗi khi mở không mở máy thiền tông thì bé không có ngủ được. Đặc biệt là bé không thích nghe các bài hát ru và nhạc buồn. Như vậy là sao ạ? Xin bác giải thích cho cái trường hợp này giúp chúng con ạ. Này, những cái bài này nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của đứa nhỏ rồi đó. Tiềm thức là gì? Là cái nơi nó chứa cái nghiệp của nó đó. Vì nếu mà nó chứa những cái gì mà trong cái tàng thức gọi là chứa nghiệp. Còn mà nó chứa trong cái bầu gọi là cái của cái tánh Phật thì nó chứa công đức thôi. Ở trên này cái nghiệp nó chứa công đức, ở phước đức, ác đức. Còn bên kia nó chỉ chứa công đức. Thì công đức này nó chứa trong cái bầu gọi là bầu nghiệp. Vì thế mà nó chứa được cái này rồi á, thì nó dường như nó thiếu á. Nó làm như trong cái con người nó có điện á, mà có điện nó mới ngủ, còn không có điện nó không ngủ. Cái này nó rất tốt. Mới đi nhỏ về sao đó, chắc chắn là nó sẽ tới khi nó ra đời, nó gặp thiền tông nó tu rất sáng suốt. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Bác, con hỏi câu tiếp theo ạ. Bé lớn nhà chị Hồng Phương được 10 tuổi, khi ru ngủ chỉ thích nghe quyển số 7 là quyển Đức Phật dạy tu thiền tông. Còn các quyển sách thiền tông khác thì bé không thích nghe vì không hiểu. Và xin bác giải thích giúp chúng con là tại vì sao ạ? Nửa đứa nào nó vậy thì nửa nó ra đời nó thích lý luận á. Nó thích lý luận. Thì vậy, vì thế mà người ta đo cái chỉ số thông minh của con người cũng vậy cho nên. Nó thiên về cái nghề nào, thích cái gì nghề nào. Vì thế mà ta cho con ta đi học cái nghề, ta chọn cái này nè. Thấy không? Mày thích cái gì thì cho học cái đó thì nó rất nhanh, nó phát triển rất nhanh. Còn nó thích một đàn mà cho nó học một nẻo, nó học không vô. Đó là gọi là cái đó là cái tự nhiên của cái thế giới này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới hiểu được. Vì thế mà tụi con mà có con mà lên hỏi con thích cái gì cho nó làm ở đó thì rất, thì cái nghề cái là nhất nghề tinh liền đó. Còn nếu mà nó thích đường con làm nẻo thì nó dường như nó không thích, thì nó nghề nó không giỏi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu tiếp theo ạ. Người ngoài hành tinh mà các bức ảnh chụp được nhìn giống người máy, vậy bên trong họ thì có Phật tánh không ạ? Hay chỉ là một loại máy móc phát triển? Nếu là máy móc sao họ lại có tình cảm và lý trí ạ? Xin bác giải thích giúp chúng con ạ. Bây giờ khoa học nó văn minh rồi, tất cả những cái gì lập trình nó sẽ giống y như con người, chứ không phải nó cũng có vậy này kia nào đầy đủ hết. Nhưng có điều nó là thân máy móc. Còn mình đây có tình cảm bằng tứ đại, nó khác. Tứ đại của vật lý âm dương, nó cũng vật lý âm dương nhưng mà nó bằng máy móc. Nó cũng không bằng của mình được. Vì thế mà con người đi tới cái thời đại văn minh tột đỉnh rồi đó thì nó giống như con người.
Vì thế mà khi mà nó văn minh tột đỉnh rồi đó thì chiến tranh nó không còn chiến tranh bằng tứ đại nữa, mà nó chiến tranh bằng máy móc. Nó nhớ tới đó thì nó mới hủy diệt được cái này. Nghe không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Tiếp theo là các câu hỏi của các bạn cư ngụ tại Hà Nội ạ. Câu hỏi số 1. Thưa bác, khi trung ấm thân của mình được bay ra khỏi trái đất đến chỗ hoa tiêu đời thì có khác gì so với lúc bay đi lên hưởng phước không ạ? À? Bây giờ con phải hiểu cái thế giới này nè. Con đi hưởng phước là do một vị thần thực thi nhân quả, con đi hưởng phước. Còn mà con đi bay ra trái đất đó, là đi theo công đức, là do con đi theo công thức giải thoát. Con học được cái công thức con mới đi được cái này. Thấy không? Mà đi ra 5 cây số rồi vị Phật làm qua tiêu rước con. Con trở về Phật giới có người rước về. Còn con ở đây á, là con đi ra khỏi trái đất để đi tam giới. Con hưởng gọi là thực thi nhân quả. Nó khác cái chỗ này. Tôi đi là có người điều khiển cho con đi. Còn cái kia là tự con đi rồi có người giúp trợ giúp cho con đi. Nó khác hai đường này. Bởi vì cái câu nè, nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về vô sanh. Người nào vô sanh là có người rước về, còn cái lục đạo là có người thi hành nhân quả. Phải hiểu nó khác, là khác chỗ đó đó. Rồi, câu hỏi tiếp. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Người có công đức trước khi mất 3 ngày thì vị thần quản lý nghiệp sẽ báo cho mình biết trước hiện tượng là sẽ thấy màu vàng sáng trong. Vậy hình ảnh màu vàng sáng trong này có sự khác biệt gì so với từng trường hợp người có công đức ít, công đức nhiều và công đức vô lượng không ạ? Bây giờ công đức nhiều thì nó sáng nhiều. Đâu, công đức nhiều sáng được gọi là thầy ta kêu bằng thần không lại gần mà chỉ cho con về thôi. Thấy không? Công đức cô giống như đèn điện, đèn led nó cũng là điện. Mà cái đèn 100W nó cũng điện, một đèn 1000W nó cũng là điện thôi. Thấy không? Thế giờ điện nào mà con đi ra được thần cho con đi về. Nó có nghĩa là có công đức về bởi làm thần phần nhỏ thôi. Lớn thì thần không? Phật lớn có vậy thôi. Có nghĩa là tất cả những người nào mà có công đức đều hoàn toàn cho tự do về hết. Không sao, đừng có lo cái chuyện này. Nhưng mà ít thì bị ông Thánh ông kẹt. Hoặc là ít mà dòng tộc mình lợi được á, lợi gần được thì nó hiện, nó kêu mình về. Ha, nhưng mà phải dứt khoát muốn về, phải dứt khoát phải về. Đừng có nghe ai hết á. Để cái này để người ta đã dạy trong cái vấn đề đường về Phật giới rất rõ ràng cái phần này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi cuối cùng ạ. Trường hợp mình có công đức và phước đức bằng nhau hoặc là công đức ít, nếu mình phát ra được pháp trần thì chỉ có loài thánh không dám làm hoa tiêu giả để thử mình, hay là thần cũng không dám nắm lấy trung ấm thân của mình à? Bây giờ công đức ít mà có pháp trần thì nó thế này, pháp trần là gì? Bây giờ con suy nghĩ giống như con có chiếc xe ô tô đó mà con không chạy máy á, thấy không? Thì không có, thì trong cái thân cái xe nó hoàn toàn nó im, các còi đèn gì nó không sáng được hết á. Mà con chỉ có cái xe nó chạy nhỏ thì nhỏ guarantee á, thì trong hệ thống trong cả cái trung ấm thân con nó đều là nó phát ra cái này, thì mấy ông thần ông thánh ông ngán rồi. Có nghĩa là cái sợi dây điện của con bị lột trần, không ai dám rờ hết. Còn nếu mà con không có thì kể gì không có gì là ông nắm được, ông dụ con được. Tất cả người về Phật giới mà có pháp trần đời nào mà thần thánh không dụ con được vậy. Thần thì cho về nhưng mà thánh nó không dụ được con. Hoặc là cái họ tộc không có mời con trở về được. Phải hiểu này, pháp trần nó có rất cái lợi. Tu mà phát ra được cái pháp trần thì an toàn về Phật giới, 100% được về. Rồi con hỏi đi. Con xin hỏi rõ ý cái phần này hơn nè. Nghĩa là hai cái trường hợp của công thức á, trung ấm thân đều phải được thần thả ra bay ra ngoài trái đất thì thánh mới thử. Vậy cái pháp trần á, nó có tác dụng từ cái đoạn nào ạ? À? Bây giờ đó, nếu mà ban đầu ít nhiều giờ con vừa tắt thở, pháp trần tức kêu bằng trung ấm thân nó hiện ra, thì thay vì con ban đầu con còn sống đó thì con nói bằng cái tứ đại. Ha, rồi cái tứ đại mà nó rã rồi thì cái tiếng nói nằm ở trong cái trung ấm thân á, có nghĩa là công đức nhiều ít chuyện biết, nhưng mà có pháp trần hoàn toàn được đi về tự do. Ha, thì khỏi cho ông thánh khỏi thử mình,
có pháp rằng là thánh hoàn toàn không thử, mà thần thì đã cho con, thần bất cứ ai có công đức đều thần cho tự do trở về hết, đừng có lo cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con đã rõ thông mà, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con chúc sức khỏe bác ạ. Rồi cảm ơn con hả. Dạ con kính chào bác Nguyễn Nhân. Con tên là Tô Kiều Loan, hiện con đang cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì hôm nay con có một số câu hỏi từ các bạn ở ngoài Hà Nội gửi đến bác, mong bác giải đáp giúp con ạ. Rồi con hỏi. Thưa bác, có một chị tên Quỳnh ở Hà Nội. Chị ấy nói rằng là chị ấy có một người bạn tu theo tịnh độ, nhưng mà đã lâu nay rồi, nhưng mà hiện nay đang gặp phải trường hợp là hay bị nói nhảm. Nếu mà xét về góc độ khoa học thì gọi là bị ảo thanh, còn nếu mà xét về góc độ tâm linh á, thì gọi là bị vong nhập. Vậy thì theo Tiền Tông mình á, thì mình có nên cho bạn đó là nghe về kinh An Vị Phật không hả bác? Tất cả những cái gì cũng vậy á, thì theo cái loại là cái âm nhiều âm ít. Cái an vị Phật đó, nếu mà âm ít thì được, chứ mà âm nhiều quá không được. Âm nhiều phải nó có cái kỹ thuật riêng, thấy không? Ví dụ mà cứ cho nghe thử 3 ngày thử coi thế nào. Nếu mà nó giảm thì đúng thì cho tiếp tục nghe. Ha, còn nó nhiều quá là nó đi dạng khác. Thì cái này mình cũng không nói trước được. Nhưng mà đa số nếu mà âm ít thì hoàn toàn an vị Phật đều xuất hết. Những dòng nhập mà nó ít nhập, gọi là kêu bằng lang thang, cô hồn lang thang xuất hết. Còn có hoa mà có đẳng cấp đó, thì nó không xuất. Nó biết nó bởi vì nó mà cái nó thuộc về sư phụ rồi đó, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác. Thưa bác, những vị hay nhập xác để xem gia sư, hay giúp đỡ cứu người, giúp đỡ chữa bệnh cứu người, hay giúp đỡ người này người khác, thì những vị này gọi là vị thần hay vị thánh thưa bác? Bây giờ nó tất cả là thánh thôi, chứ không có thần. Thần không có nhập ai trả đền, không? Về thánh, vì trong con người mình cũng vậy, là con người thiện, con người ác. Thánh cũng có thánh thiện, thánh ác, chứ không phải là không, tao nói là thánh là xấu hết, không phải. Thánh thiện, thánh ác. Thì do cái người nào nhập thì nó làm theo cái sự làm của vị thánh đó. Thánh ở trên đất này, bởi vì nếu mà thánh ở trên đất này, mình không có thánh mình cũng không sống được. Bắt buộc phải có thánh, rồi phải có thần. Giống như trên đất này phải có gió, có lửa, chứ không có gió không được, không có lửa được. Nó phải đầy đủ hết rồi thì mới sống được. Con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong bể tánh thanh tịnh thì Phật tánh gọi là gì hả bác? Ở trong Phật tánh thì trong bể tánh thanh tịnh gọi là tánh Phật. Tánh Phật là cái bố thấy nghe nó bước nó gọi là cái tánh. Nó tánh mà nó đâu nó cũng có hết thì nó gọi là tánh Phật. Tánh trong Phật, tánh trong Phật giới người ta gọi là tánh Phật, thấy không? Thành ra bây giờ thí dụ chẳng như trái đất mình là con người có đen vàng đỏ trắng, đông tây nam bắc, châu này châu kia. Người ta hỏi chứ thí dụ mình đi ra ngoài hành tinh hỏi nó bẻ ở đâu, nó tôi ở loài người, nói chung cái loài người. Thì tánh Phật cũng vậy, ở đây tôi gọi là tánh Phật, tánh ở trong Phật giới mình nói gọi là tánh Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, hằng ngày con vẫn tụng kinh chú Lăng Nghiêm cầu mong cho Phật pháp trường tồn, quốc thái dân an, bởi vì con nghe giảng rằng là trên thế giới này còn người tụng chú Lăng Nghiêm là Phật pháp vẫn còn tồn tại. Vậy theo Thiền Tông mình thì con có nên trì tụng tiếp hay không ạ? Trì tụng chú Lăng Nghiêm Phật pháp trường tồn là đúng. Con nên nhớ là Phật pháp trường tồn là đạo Phật trường tồn. Đạo Phật nó 6 pháp môn. Mà cái pháp môn, 5 pháp môn đầu nó trường tồn từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới này, dân nó đã còn. Còn có Thiền Tông, con cầu vậy. Nếu mà trên phương diện Thiền Tông cầu sai. Phật pháp trường tồn là đúng, để chi? Phật pháp trường tồn, để cái Thiền Tông nó nương vào trong cái Phật pháp để nó công bố ra. Không có chùa không công bố được, thấy không? Còn nếu mà cầu chú Lăng Nghiêm mà để giải thoát là không được.
cầu Phật pháp truyền tàu được mà cầu giải thoát hoàn toàn không được. Thấy không? Con cầu Thú Lăng Nghiêm là để gì? Thiếu Lăng Nghiêm là hiển linh. Hiển linh là ai? Mấy sư phụ. Mấy sư phụ trường tồn thì cái giải thoát không trường tồn được. Thấy không? Đã công bố quyền ký rồi thì cảm ơn cái trước là cái Phật pháp nó, các chùa nó còn để đấy, mà khi công bố quyền ký rồi thì nhiệm vụ các chùa đã chấm dứt. Nói cho con biết, đã các chùa công bố quyền ký là các chùa đã chấm dứt. Quyền ký là pháp môn thứ sáu, còn chấm dứt hay là không là do mấy ông thầy. Bây giờ tôi không muốn chấm dứt, tôi tu nữa thì tu tu ai đây? Nghĩa là bởi vì thành ra cái số người mà về Phật giới chỉ có 5% thôi. 5% của người được truyền thiền đó, chứ không phải 5% là của chung cái thế giới, chứ không phải vậy. 5% của người truyền thiền. Trước nay là 2.000 người truyền thiền, bây giờ còn xin số lượng bao nhiêu? Chia 5% là nhiêu? 2.000 được 50, được 100 người đó. 2.000 người chưa truyền thiền, chỉ có 100 người về Phật giới thôi. Đó, tính 5%. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi xin hỏi câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thanh Hương, 39 tuổi ở Hà Nội ạ. À. Thì chị này có nói rằng là thật sự là về cái giải đáp về Pháp Môn Thiền Tông là có từ năm 2015, nhưng mà đến năm 2021 thì chị này mới có duyên biết đến cái Pháp Môn Thiền Tông này. Thì chị đã nghe sách và nghe các giải đáp thì chị hiểu về cái tu theo Pháp Môn Thanh Tịnh này á, thì phải hiểu được tánh Phật là gì, tánh người như thế nào, và phải học thuộc công thức tu giải thoát ra sao, và con người sống ở thế giới này á, thì phải sống và làm việc cho thật tốt, không có cầu sinh lại lục như thế nào, không cầu mong gì hết. Và trong cuộc sống thì chị có những cái băn khoăn thắc mắc như sau. Thứ nhất là trước kia chị là người đã từng quy của Phật và hiện là Phật tử, và mẹ chồng chị cũng là người cúng tụng cầu sinh lại lục, và chị đã từng cùng mẹ chồng chị đi đến các đám để cầu siêu, để cúng. Thì chị có cái trăn trở là khi mà hiểu được cái pháp môn Thiền Tông này thì chị biết điều đó là không đúng. Nhưng mà nếu mà sau này khi mà gia đình hay người thân có người mất mà chị không có làm theo thì là trái ý với gia đình, thì chị nghĩ rằng là nếu mà chị vẫn cứ làm nhưng mà tâm chị nghĩ đó là chỉ là nhiệm vụ thôi, thì như vậy có được hay không hả bác? Được, với điều kiện là mình làm theo thế giới bình thường nhưng mà phải trang bị mình có công đức. Bây giờ bởi vì thành ra con cũng phải nghe nói một cái câu thế này nè: một kẻ đồ tể buông đau thành Phật, là tể giết người đó, nó buông đau, nó tu, nó thành Phật. Với điều kiện con phải có công đức. Con có công đức sáng rồi thì ông thần mới thả con. Còn nếu mà ông thần không có công đức thì hoàn toàn ông thần không thả, là chỗ đó. Còn cái chuyện gõ mỏ tung kinh đưa tiễn đám này đám kia là chuyện nhỏ thôi. Ta giết người ta còn về thành Phật được. Với điều kiện là phải có công đức. Còn nếu không có công đức thì thôi, giết người cũng như tu thì kể về tu mà không có công đức là kể khỏi về luôn. Thấy không? Cái hiểu nguyên tắc đó, tìm sâu vô đạo Phật thì nó có nhiều cái rất hay, nhưng mà mình phải hiểu cho rõ. Còn không chịu rõ là nó, mình tu tưởng cái ta sai. Chẳng hạn như mình tưởng tu cái này tu kia rồi mình ấy không cần. Tất cả thế giới vật lý cứ làm, muốn về tôi có công đức tôi về. Giống như còn ở đây còn làm gì làm, muốn đi Mỹ làm ơn tích trữ đô la cho đủ đi. Tôi chuyện nào ấy sao mình có đô rồi mình chạy được rồi, thấy không? Thì muốn về Phật giới phải có công đức, nhưng mà công đức còn xài được nha. Có nghĩa là giống như con đô mà con bị nhúng nước sơn, đô nó không xài. Còn nếu mà con có đô mà nó sáng bóc phải đưa nó xài liền. Còn đức, công đức của mình có vậy. Công đức của mình mà rất trong sáng, ông thần nể cho mình đi liền. Mà nếu mình trang bị mình có một cái pháp trần nữa, thánh không dụ mình được, nên mình đi thênh thang mà vậy. Ra khỏi 5 cây số là kim hoa tiêu, nó hoa tiêu phần rước mình về, đừng có lo cái chuyện đó. Dưới điều kiện phải nghiên cứu cái Thiền Tông này cho kỹ, thật kỹ nha. Đừng có nghiên cứu một bài dơ bài giác rồi nói tưởng nói này nói kia là tặc, không được. Đừng có tưởng tu Thiền Tông, nhớ tuyệt đối đừng có tưởng. Có công đức đừng tưởng thì về được. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, cái vấn đề thứ hai chị cũng băn khoăn đó là chị là dâu trưởng trong gia đình và chị đọc kinh rất là tốt,
Thì thường là những cái lễ nghi gì cúng thần linh tổ tiên trong gia đình là do chị thực hiện. Thì như vậy thì khi mà biết là mình làm như vậy là không có đúng với cái pháp môn thiền tông, thì là chị bây giờ chị chỉ cúng thôi, nhưng mà không có cầu xin gì thì có được hay không thưa bác? Cúng cái hình thức cúng, nhớ là tất cả những gì hồi trước con đưa lên rồi con lầm rầm khấn vái này kia, giờ cũng đưa lên để đó có hình thức để chị che mắt thế gian, che mắt mấy người trong nhà thôi. Nếu mà về sau lớn rồi rồi mình làm chủ căn nhà dẹp hết. Tới ngày lễ ngày giỗ cũng trái cây hoa quả để cho nó đẹp cái bàn thờ thôi. Khách thập phương ta thách ra bà con ta tới ta thấy. Chứ còn mình không làm không được. Thế gian này mình không làm nó tự nhiên nó nghi mình điện á. Thấy không? Phải làm một cách trong sáng thì về được. Thứ nhất tuyệt đối làm công đức phải trong sáng. Đừng có làm mơ hồ, đừng có tưởng. Thứ nhất là làm có tưởng. Mình học thiền tông xong rồi thì mình phải đúng theo nguyên tắc của thiền tông mà làm. Đừng tưởng, nhớ đừng có tưởng. Thì về Phật giới 100% được. Rồi trang bị thêm cái pháp trần nữa thì thôi an toàn lắm. Thấy không? Còn tạo công đức không, dụ mình muốn làm gì làm gì không. Thứ nhất là mình đi cho mượn sách người ta. Phải cho một cách trong sáng. Nhỏ cũng được, cái là làm sao mà về bển mà có tay chân đi được á. Còn giống như cái trứng cá nữa, cái lắc nó không đi được. Thì ở đâu nó cũng vậy thôi. Thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, vấn đề thứ ba là chị nói là chị đã hiểu về tu theo pháp môn thiền tông, nhưng chị nghĩ là tu là do tâm nên chị không cần xin cái chứng chỉ được hay không bác? Bây giờ đó, cái chứng chỉ này đó là để cho người thế gian thôi. Chứ con mà tu đúng là con không cần. Nhưng mà nhờ cái này để nó làm ổn định. Bây giờ con suy nghĩ, con học tới đại học đi. Nhưng mà giờ con không lấy cái bằng đem về, giờ sao? Con có củng cố, có yên lòng được là con có đại học không? Thôi, phải rinh cái bằng về để đó cho người ta biết. Để cho nó yên lòng. Thí dụ bây giờ con có cái yếu chỉ thiền tông này, người ta hỏi con, có thắc mắc, con đưa, nó nhìn thấy con có yếu chỉ là biết, ồ này có cái bằng cấp này, bằng cấp sơ học này nè. Người ta tin mình hơn, còn nếu mà con nói mà không có gì chứng minh làm sao. Giống như bác ngày xưa đó, khi mà truyền thiền, ông mà Thảo truyền cho bác cũng không dám đưa cái này đó, nhưng mà nó nghi bác, sao cùng bác phải đi chụp cái hình ra, bác phát. Chứ nếu không ấy, nó cũng không tin. Nó lạ quá mà từ xưa giờ đâu có cái chủ này. Bởi vì khi mà từ khi mà tổ lục tổ Huệ Năng mất tới bây giờ không ai hiểu cái này, không hiểu cái tờ giấy đâu, kể cả Trần Nhân Tông còn không biết. Vì thế mà Trần Nhân Tông không có cái được cái truyền thiền này, nhưng mà ổng làm nhiều cái nó trật làm với cái hệ thống của đạo Phật cái này. Vì thế mà ổng mới đặt ra cái là thiền phái Trúc Lâm, chứ không phải là thiền trong Trúc Lâm thì được. Ông đặt chữ, nó sai một cái chữ phái. Vì ông không được truyền thiền. Một vị tổ chưa được truyền thiền mà còn làm sai. Chứ được chứ nó cho mình. Tất cả gì thiền tông nó trang bị cho cái gì mới làm cho đúng. Là không sai bất cứ một cái gì hết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con xin hết câu hỏi. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi, cảm ơn con. Chúng con xin cảm ơn bác đã bớt chút thời gian giải đáp những câu hỏi của anh chị em chúng con ở Vũng Tàu và cũng như ở các bạn đồng tu gần xa đến gửi những câu hỏi đến để bác trả lời. Chúng con vô cùng biết ơn và cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác luôn luôn có một cái sức khỏe tốt. Để cho chúng con có cái thời gian mà hỏi đáp được nhiều hơn, để hiểu sâu hơn. Con cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi, thôi cũng cảm ơn con đã đến đây hỏi. Thì bác cũng đây nói rõ ra một số vài của cái pháp môn thiền tông mà Đức Phật đã truyền lại cho hậu thế. Cái pháp môn này nó cũng rất quý. Đây là cái pháp môn rất là thực tế và khoa học. Nha. Và cho người ta hỏi tự do bất cứ câu hỏi nào, dầu hữu hình hay vô hình, dầu khoa học hay không học,
hình không gian hoặc là dưới âm phủ cũng trả lời được. Đó, cái thiền tông nó quý cái chỗ đó đó. Thì hôm nay thì bác có dịp ra Vũng Tàu, tụi con có đặt câu hỏi thì bác cũng mừng. Thôi giờ trước thì cũng chúc tụi con được sức khỏe và làm ăn phát tài, năm tới được thịnh vượng hơn năm nay. Tuy thù tông cũng phải là lo gia đình, chứ không phải là thiền tông rồi cứ không phải lo gia đình được. Thứ nhất, tổ quốc mình sắp đại hội đảng sắp tới, thứ hai tới bắt đầu vào đại hội đảng rồi, thì cũng mong đại hội đảng kỳ này thành công tốt đẹp rực rỡ và đưa tinh hoa của thiền tông, tinh hoa của cộng sản được phơi bày ra thế giới. Rồi chúc các con mạnh giỏi.